Trong một công viên ở Los Angeles, mặt nước giống như nước sôi đang sủi bọt, con chó đen bên đường cũng sủa không ngừng. Sau đó mặt đường bắt đầu nứt ra, một hố sâu khổng lồ xuất hiện và lan rộng với tốc độ cực nhanh, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Ever trên đường đưa con đến trường bắt gặp cảnh này, cô hốt hoảng lùi xe về phía sau. Nhưng rất nhiều xe ô tô khác đã chặn mất lối đi, mẹ con họ chỉ có thể bỏ lại xe và chạy đi cùng đám đông. Cậu con trai Josh vì đỡ bé gái bị ngã mà không may bị tụt lại phía sau và rơi thẳng xuống hố. Là một người mẹ, Ever đã đau đớn khi nhìn thấy cảnh này, nhưng ngay sau đó cô cũng bị hố đen nuốt chửng. May mà cô con gái Izzy đã đỡ kịp mẹ, nhưng lúc này chiếc hố khổng lồ vẫn đang lan rộng. Để không kéo theo con gái, Ever đã buông tay mình ra. Cứ như vậy, Ever đã rơi xuống hố sâu không thấy đáy này. Gavin, chồng cũ của Ever, nhận được cuộc gọi từ con gái Izzy. Anh lập tức lao đến hiện trường vụ tai nạn, và lúc này thì lực lượng cứu hộ đã đến. Nhưng đối mặt với một hố sụt khổng lồ như vậy, mọi nỗ lực gần như bằng không. Điều thậm chí còn kỳ lạ hơn là những con chim khổng lồ lại bay ra khỏi hố đó, làm mọi người sợ hãi phải vội vàng lùi về sau. Rốt cuộc thì phía dưới hố sâu này có thứ gì? Sao lại có cả động vật còn sống? Gavin ở bên nhìn thấy vậy nên đã rất sốc, không thể nói nên lời, bởi vì anh đã từng nhìn thấy con chim kỳ lạ này. Gavin từng là một phi công đỉnh của Chop. 3 năm trước anh làm rơi máy bay trong sa mạc nên đã bị cho nghỉ. Từ đó trở đi anh thường xuyên bị ảo giác, nhìn thấy phiến đá khổng lồ và chim lạ giữa đồng bằng rộng mở. Chuyển cảnh, Ever, người rơi vào hố sụt, tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Trong cơn mê cô cảm thấy như thể rơi vào một quả cầu ánh sáng. Trải nghiệm trước đó giống như một giấc mơ. Ever đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra mình đang ở trên một đồng bằng rộng lớn, ánh sáng trên bầu trời giống hệt như trong giấc mơ. Lúc này Ever không thể quan tâm đến những thứ đó, vì Ever phải tìm con trai Josh càng sớm càng tốt, và cô đã không nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của mình bị rơi. Trên tảng đá ở bên cạnh có dấu chân đỏ như máu. Ever tiếp tục chạy hết sức có thể. Cách đó không xa, một làn khói bốc lên. Khi cô chạy nhanh qua đó xem, thì đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt mình. Ở đây có rất nhiều người còn sống sót. Các phương tiện và tòa nhà rơi xuống hố tất cả đều nằm ở đây. May mắn thay, con trai Josh của cô vẫn còn sống. Hai mẹ con cuối cùng cũng được đoàn tụ. Những người sống sót bắt đầu giới thiệu bản thân. Ai nấy đều muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Điều khó hiểu là cả phương tiện và tòa nhà đều bị hư hỏng nặng, nhưng bản thân họ cũng rơi xuống đây lại không hề hấn gì. Tất cả đều suy đoán về nguồn gốc của chùm ánh sáng xanh này. Cựu hải quân SEAL Sam đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Khi mà ở trong tình huống không biết khi nào có thể quay về, thì thu thập vật tư sinh tồn là điều quan trọng nhất. Thế là mọi người chia nhau ra đi tìm. Khi Ever và Josh đến bìa rừng thì có chuyện đáng sợ xảy ra. Có ai từng thấy một con sói nào như này chưa? Toàn thân lông đen như mực, hàm răng cực kỳ sắc bén. Nó nhảy bổ về phía hai người. Hai mẹ con Ever vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ, lại thêm một con sói hoang khác xuất hiện. Những người sống sót bỏ chạy trong sợ hãi. Chẳng mấy chốc có người bị nó tấn công và kéo vào rừng. Con sói còn lại cũng dần dần đuổi kịp Ever và Josh. Josh không may bị nó cắn. Bây giờ Ever không còn quan tâm đến việc chạy nữa. Cô nhặt đá lên và cố gắng chống trả trong tuyệt vọng. Đột nhiên một phát súng vang lên, tiễn vong con sói. Hóa ra Coleman đã kịp thời đến đây giải cứu họ. Ever không kịp nói cảm ơn, mà cô hét lớn lên kêu cứu. Bởi vì Josh bị thương rất nặng, mọi người nghe thấy cũng chạy đến giúp, khiêng những người bị thương vào một chiếc xe buýt bỏ hoang. Không ai có thể tưởng tượng, sau khi rơi vào hố sụt này họ sẽ gặp phải điều khủng khiếp như vậy. Các quan chức đã cử một người phụ nữ tên là Nathan, làm người phụ trách cho vụ việc hố sụt khổng lồ lần này. Nathan đang liên tục xoa dịu dân tình trước ống kính, nhưng tiếc là đến bây giờ độ sâu của cái hố này là bao nhiêu vẫn còn chưa rõ. Vậy nên chính phủ cũng không có ý định gửi người đi giải cứu, mà sẽ cho máy bay không người lái quân sự đi xuống để xem xét. Nghe xong, bố con Gavin ở bên cảm thấy lạnh sống lưng, họ chỉ biết an ủi nhau và cầu nguyện cho mẹ con Ever bình an trở về. Lúc này, trước mắt Gavin lại xuất hiện một ảo giác khác, nhưng lần này không giống lúc trước. Anh mơ hồ nhìn thấy mẹ con Ever trên cánh đồng, và anh liên tưởng đến những con chim bay kỳ lạ ra khỏi hố sụt. Gavin đoán ảo giác mỗi lần anh nhìn thấy có khả năng là thật, nên anh không chờ được muốn đi nói chuyện với chỉ huy cứu hộ Nathan. Nhưng bây giờ anh chỉ là một người bình thường, muốn gặp được Nathan nào có phải chuyện dễ. Lúc này, Nathan thông qua máy bay không người lái, cũng tìm thấy ánh sáng màu xanh lá cây trong hố sụt. Tiếc là khi máy bay không người lái đến gần thì bị mất tín hiệu. Nó làm cô nhớ lại 3 năm trước, một ánh sáng xanh tương tự cũng đã xuất hiện trên sa mạc. Vậy nên cô lập tức quay về để báo cáo vấn đề này. Vừa hay gặp được Gavin đứng đợi rất lâu ở cửa. Anh nói với Nathan rằng có những người vẫn còn sống dưới đáy hố sụt, đội cứu hộ cần được cử đến càng sớm càng tốt để làm tăng thêm độ uy tín. Gavin nói ra việc nhìn thấy vụ tai nạn của máy bay không người lái, nhưng tiếc là Nathan chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên và không để tâm đến những lời Gavin vừa nói. Nhưng điều đó không làm Gavin bỏ cuộc, anh lập tức chạy thật nhanh về nhà, lật lại tất cả các bức ảnh lúc trước đã chụp, bởi vì anh luôn cảm thấy tảng đá trong ảo giác nhìn quen quen.
Con gái Izzy và chị nuôi Jessica nghĩ rằng anh bị điên, nhưng Gavin vẫn không quan tâm. Cuối cùng trong một bức ảnh chụp chung với Ever, anh nhìn thấy tảng đá kỳ lạ này. Anh quyết định đến vị trí tảng đá để kiểm tra. Ở một diễn biến khác, tình hình Ever và những người bị mắc kẹt ở đây đang rất tệ. Trong môi trường thiếu thuốc này, gần như rất khó để sống tiếp được. Cựu hải quân SEAL là Sam cũng hiểu một chút về y học, nên nói với Ever rằng cần phải tìm thuốc kháng sinh và dụng cụ để khâu vết thương. Ever chợt nhớ ra rằng một chiếc xe cứu thương đã tình cờ chạy ngang qua ngay trước khi hố sụt xuất hiện. Chắc nó cũng rơi xuống hố này rồi. Vì vậy, cô quyết định tìm xung quanh, có thể có loại thuốc cần dùng trong đó. Sam lo lắng khi Ever một mình hành động, nên anh đã đi cùng cô để cho an tâm hơn. Họ tình cờ gặp được Coleman đang định tự tử ở trên đường. Người đàn ông này không còn dũng khí để sống nữa rồi. Thấy vậy, Ever vội vàng thuyết phục, nhờ vậy mới xua tan ý định từ bỏ cuộc sống này của anh ta. Tình cờ là Coleman nói rằng anh đã nhìn thấy một chiếc xe cứu thương, vậy nên đã ngay lập tức lên đường đưa Ever và Sam đi tìm. Nhưng đó là một chặng đường dài. Khi bầu trời tối sầm lại, ba người cuối cùng đã tìm được xe cứu thương. Ở trong đó có tất cả các loại thuốc cần thiết, nhưng Ever không cảm thấy vui mừng chút nào, bởi vì cô cứ cảm thấy cảnh núi non phía xa nhìn quen quen. Đây không phải là một ngọn núi đá bên ngoài Los Angeles sao? Vừa lúc đó, trong rừng cách đó không xa có động tĩnh, một con hổ trông kỳ lạ bất thình lình xuất hiện. Ở diễn biến khác, Gavin đã đến được chỗ của tảng đá trong bức ảnh. Anh muốn xem liệu có thể tìm thấy bất kỳ manh mối có ích nào không. Cuối cùng, sau bao cố gắng, anh tìm thấy chiếc nhẫn mà Ever đeo. Anh không biết làm thế nào để giải thích điều này, nhưng có một điều chắc chắn, Ever và con trai anh, Josh, vẫn còn sống. Cùng lúc đó, Nathan cũng tìm thấy thông tin về con chim khổng lồ bay ra khỏi hố sụt. Tên khoa học của nó là Teratonis. Nó là một sinh vật cổ xưa với những kỹ năng độc đáo. Vừa rồi là review tập 1 của bộ phim Vùng đất nguyên thủy, phần 1. Bạn nào thích khoa học viễn tưởng hồi hộp thì đừng bỏ lỡ nhé. Tôi vừa đi tìm kiếm thông tin cho anh em đây. Con sói đáng sợ đã cắn con trai của Ever, tồn tại ở Bắc Mỹ 2,6 triệu năm trước, là con chó sói lớn nhất và hung dữ nhất từ trước đến nay. Và con hổ răng kiếm Bắc Mỹ xuất hiện cuối tập 1, tồn tại ở vùng Bắc Mỹ 1,6 triệu năm trước, đặc trưng là cơ thể rất lớn, với những chiếc răng nanh mảnh quá mức. Từ việc Ever phát hiện ra có núi lửa trong hố sụt, việc chiếc nhẫn mà chồng cô đào được cạnh tảng đá lạ, và vì những người bị ngã do sụt lún nền đất, thì đây có lẽ là thông qua vết nứt để du hành thời gian. Mặc dù hai vợ chồng ở cùng một địa điểm, nhưng thời gian lại chênh lệch hàng triệu năm. Để xem những người hiện đại này đấu tranh để tồn tại trong thời cổ đại như thế nào, anh em hãy tiếp tục theo dõi nhé. Nhìn kỹ thì đây là loài hổ răng kiếm đã tuyệt chủng hàng vạn năm trước. Hễ thấy con người là nó lao về phía trước không chút do dự, nhưng dù mạnh đến đâu, nó cũng không thể chịu được sức sát thương do đạn thép gây ra. Một con nghèo thì một con khác lại đuổi tới, ba người chỉ có thể trốn dưới vách đá, tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của hổ răng kiếm. Josh bị thương không thể chờ đợi lâu thêm được nữa, vì vậy ba người trèo ra khỏi vách đá, nhờ vào chút ánh sáng le lói để đi về phía trại. Không ngờ con hổ răng kiếm vẫn chưa đi xa, Sam mất cảnh giác trước nó nên bị rơi xuống vách đá. Hai người còn lại là Coleman và Ever muốn trốn thoát, nhưng con hổ nhanh chóng chặn họ lại. Nó lập tức bổ nhào lên với cơn đói hoang dại. Hai người họ không có thời gian để suy nghĩ xem ai đặt cái bẫy này, chỉ vội vàng rời khỏi hiện trường, sau đó đi về phía vách đá để tìm tung tích của Sam. Ever và Coleman không hề có ý định bỏ rơi đồng đội của mình. Cho đến sáng sớm hôm sau, cuối cùng hai người cũng tìm thấy Sam nằm dưới vách đá. Cuộc sống của anh bị thương nghiêm trọng, ngay cả tự đi cũng là cả một vấn đề. Ever và Coleman không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dìu anh tiến về phía trước. Nhưng Sam nghĩ rằng đi như vậy thì quá chậm, rất có thể sẽ làm chậm thời gian chữa trị cho con trai của Ever. Vì vậy, họ quyết định để Ever đi trước, Coleman sẽ ở lại đây chăm sóc cho Sam. Ever cũng không từ chối với thiện ý này. Cô đeo ba lô lên và chạy thật nhanh về phía trại. Ngay khi Josh rơi vào trạng thái hôn mê, Ever cuối cùng đã quay về, ngay lập tức tiêm cho anh một liều kháng sinh. Lúc này đây, người làm mẹ này mới thở phào được. Riley, người đã chăm sóc Josh suốt quá trình đó, sau khi nghe tin bố bị thương thì đã rất bức xúc trước hành vi bỏ rơi bố mình lại của Ever, nên cô vội chạy ra ngoài. Ngay khi cô đang cân nhắc có nên đi vào vùng đất hoang để tìm bố không, thì anh chàng Scott đã chạy lại nói với Riley rằng mình phát hiện ra một bí mật gây sốc. Cách đây không lâu, bố Veronica bị một con sói khổng lồ cổ đại kéo đi, nên cô nhất quyết muốn đi cứu bố. Scott có ý tốt nên đi cùng Veronica. May mắn là lần này họ không bị thú dữ tấn công trên đường đi. Sau đó, Scott thấy một đàn lạc đà đang phi nước đại trên đồng bằng, và chúng như thể sắp lao vào hồ nước xanh tím phía trước. Scott vội vàng lao đến ngăn cản, cũng coi như là cứu mạng 8 con lạc đà này. Khung cảnh này khiến Scott chợt nhớ đến một điều gì đó, nhưng nhanh chóng bị gián đoạn bởi Veronica, bởi vì cô tìm thấy xác bố mình cách đó không xa. Điều không thể tin được là thi thể lại được đặt trong vòng tròn được xếp bằng đá, giống như là vật tế thần nào đó. Veronica không muốn suy nghĩ xem đây là thứ gì, mà chỉ muốn chôn cất bố càng sớm càng tốt. Sau đó cả hai quay về trại, rồi Scott mới nhớ đến câu chuyện đó. Anh nói với Riley, vào thời điểm này năm ngoái tại La Brea Tar Pits ở Los Angeles, người ta phát hiện ra 8 bộ xương lạc đà cổ đại. Các chuyên gia thông qua việc nhận dạng carbon trên hộp sọ lạc đà, đánh giá được rằng chúng đến từ 10.000 năm trước công nguyên. 8 con lạc đà mà Scott tình cờ cứu được khi suýt lao xuống hồ,
có khả năng bộ xương lạc đà ở La Brea Pit là của chúng. Nếu suy luận này là đúng, vậy bây giờ vị trí mà họ đang ở này là vùng ngoại ô Los Angeles từ 10.000 năm trước công nguyên. Mặc dù Riley đã rất ngạc nhiên sau khi nghe xong, nhưng lúc này cô không thể quan tâm đến những điều đó. Hiện giờ cô muốn đi tìm người bố bị thương của mình. Đúng lúc này, họ thấy Coleman và một người đàn ông lạ mặt đỡ Sam về đến đây. Khoảnh khắc nhìn thấy bố, Riley đã khóc vì vui mừng, và người đang đầy muộn phiền như Ever cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Hóa ra là sau khi Ever rời đi, Coleman giúp Sam tiến về phía trước, nhưng rõ ràng là khó nhằn hơn nhiều. Đi một lúc và nghỉ một lúc, thậm chí còn ho liên tục. Sam nhìn thoáng qua thì thấy rằng chắc Coleman bị ốm rồi, nhưng Coleman kịch liệt phủ nhận. Thấy trời cũng sắp tối, Sam không cố hỏi nữa. Anh đề nghị Coleman bỏ bản thân mình ở lại rồi quay về. Lúc này, trong rừng cách đó không xa có động tĩnh. Một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện. May mắn thay, đối phương không phải là người xấu. Với sự giúp đỡ của anh ấy, Sam đã được đưa về trại thành công. Người đàn ông này tên là Lucas. Anh ta bảo rằng sau khi rơi xuống hố này thì tỉnh dậy ở đồng hoang. Sau khi đám đông giải tán, cô cảnh sát Mary Beth một mình đến đây tìm Lucas. Hóa ra người này là mẹ ruột của anh, nhưng nhìn vào cuộc trò chuyện giữa hai người thì chắc cú là hai mẹ con nhà này có vẻ mâu thuẫn ghê phết. Khi mọi người dìu Sam lên xe buýt để giúp anh hồi phục thì con trai của Ever, Josh, cũng tỉnh dậy. Có vẻ như anh đã qua cơn nguy hiểm từ cõi chết trở về. Mọi thứ gần như đều đang đi đúng hướng. Chồng của Ever, Gavin, không từ bỏ kế hoạch tìm kiếm và giải cứu bên ngoài hố sụt. Anh đã thấy trên TV, nhà cổ sinh vật học tiến sĩ Sen đã xác định con chim khổng lồ bay ra khỏi hố sụt thuộc về sinh vật cổ đại. Trước đây ở La Brea Pit, hóa thạch của các loài tương tự cũng đã được tìm thấy. Gavin cầm nhẫn cưới của Ever và đoán rằng có lẽ nào cô đang ở thời đại đó. Vì vậy, anh đã lập tức đến gặp tiến sĩ Sen và mong ông giúp để thực hiện một bài kiểm tra carbon trên chiếc nhẫn cưới, cũng như kiểm tra tuổi của chiếc nhẫn. Nếu như nó cũng đến từ thời cổ đại, vậy thì có thể chứng minh rằng Ever cũng đang ở thời điểm đó. Nhưng còn chưa có kết quả kiểm nghiệm, Gavin đã bị người từ bộ an ninh nội địa đến tìm. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Gavin được đưa đến một căn cứ bí mật. Cho đến khi nhìn thấy Nathan lấy ra chiếc nhẫn thì anh mới ngộ ra. Hóa ra là vào buổi sáng hôm đó, Nathan đã báo cáo về chùm ánh sáng xanh kỳ lạ được tìm thấy trong hố sụt cho cấp trên và muốn cử người đi xuống đó để kiểm tra một lượt. Nhưng những nhà lãnh đạo nghĩ rằng đằng sau ánh sáng xanh đó tồn tại sự nguy hiểm không biết được. Nếu muốn xuống đó thì trừ khi chứng minh được bên trong chùm ánh sáng đó có gì. Lúc này, Nathan mới nhớ tới cảnh Gavin tuyên bố rằng mình có thể nhìn thấy ánh sáng xanh. Thế là họ cử người đi điều tra lai lịch của anh, đồng thời thực hiện việc theo dõi 24/7. Chiêu này thực sự có hiệu quả. Nathan nhanh chóng tìm ra manh mối, đó chính là nhẫn cưới của vợ Gavin Ever. Vì tiến sĩ Sen thông qua nguyên tố carbon đã xác định được rằng chiếc nhẫn đến từ 10.000 năm trước công nguyên. Điều này đủ để chứng minh rằng vợ của Gavin đã được dịch chuyển về thời cổ đại thông qua ánh sáng xanh. Ngạc nhiên hơn nữa là chiếc nhẫn này được Gavin tìm thấy thông qua một ảo ảnh. Điều này giải thích cho việc Gavin thực sự có thể nhìn thấy thế giới đằng sau ánh sáng xanh. Sau đó, Nathan đã tiết lộ một tin tức gây sốc khác. Vào ngày Gavin làm rơi máy bay, trong sa mạc cách chỗ không xa cũng xuất hiện một hố sụt khác. Hơn nữa, sự tồn tại của ánh sáng xanh cũng được tìm thấy ở đáy hố. Điều này nhắc nhở Gavin ngay lập tức. Anh nhìn thấy một tia sáng xanh trước khi va chạm và sau đó bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì anh đã nằm trong bệnh viện rồi. Thỉnh thoảng anh còn có thể thấy ảo ảnh như rừng hoang dã. Bác sĩ giải thích đó là di chứng của chấn động não. Nhưng Gavin cảm thấy rằng mọi thứ chắc chắn không đơn giản vào thời điểm đó. Nathan bị thuyết phục bởi lời nói của Gavin, tin rằng Gavin là người duy nhất có thể nhìn thế giới đằng sau ánh sáng xanh. Có thể vụ tai nạn đã khiến anh có liên kết với thế giới song song. Sau đó, Nathan đưa Gavin đến một nhà kho khổng lồ. Ở nơi này có một chiếc máy bay trông rất kỳ lạ. Hóa ra là khi hố tử thần xuất hiện trên sa mạc vài năm trước, họ đã bắt đầu bí mật phát triển máy bay có khả năng đi vào hố sụt. Sự xuất hiện của Gavin bây giờ là một cơ hội thích hợp. Nathan sẽ sắp xếp để Gavin lãnh đạo đội đi vào chùm ánh sáng xanh để tìm hiểu thêm. Rất có thể đây sẽ trở thành khám phá vĩ đại nhất của loài người. Bên này, nhóm người sống sót đang xếp hàng nhận thức ăn. Đột nhiên một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy nó thì lập tức bỏ chạy tán loạn. May mắn thay, nó có tính cách dịu dàng, không tấn công con người. Thay vào đó, nó lại ăn hết thức ăn của họ, không chừa lại chút nào. Sau khi nó quay người rời đi, mọi người bước ra, nhìn đồ ăn không còn nữa mà lòng ai cũng nặng trĩu. Thực phẩm ít ỏi họ cùng nhau thu thập giờ mất hết rồi còn đâu. Nhà sử học Scott ngay lập tức nhận ra, con thú vừa rồi được gọi là con lười khổng lồ, là động vật có vú lớn nhất trong thời cổ đại. Scott kết luận chùm ánh sáng xanh mà mọi người đi qua trước đó là vết nứt không gian và thời gian, và thời đại này là khoảng 10.000 năm trước công nguyên. Mọi người nghĩ Scott đang nói chuyện vô căn cứ, nhưng Ever đã bước tới và bảo hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Scott, vì trước đó cô đã tận mắt nhìn thấy con hổ răng kiếm cổ đại và những ngọn núi xung quanh giống hệt như ở Los Angeles, nghĩa là họ vẫn đang ở Los Angeles, chỉ là thời gian quay trở lại quá khứ. Lucas, người mới nhập hội, vẫn không thể chấp nhận tuyên bố này. Với thần thái tự tin, anh ta nói sẽ tìm ai đó trong rừng để hỏi, để tìm cách rời khỏi nơi này. Bây giờ, Ever không quan tâm nhiều đến người rời đội mà không được phép này nữa.
Mặc dù tìm đường về nhà là quan trọng, nhưng ưu tiên hàng đầu là phải tìm thức ăn, bao quanh bởi rừng rậm, cách duy nhất là đi săn. Ever lớn lên trong nông trại nên còn nhớ một số kỹ thuật bẫy đơn giản. Thấy vậy, Coleman liên tục khen ngợi cô. Trong nháy mắt, Ever đã hoàn thành một cái bẫy thú nhỏ. Hiệu quả không đùa được đâu, chẳng mấy chốc mà đã bắt được một con thỏ. Đúng lúc này, Coleman đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một con gấu đứng đó từ lúc nào không hay. Hai người họ cứ đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì. Ever nhanh trí lập tức nghĩ ra cách, cô bèn từ từ đặt con thỏ xuống đất. Sự chú ý của gấu nâu ngay lập tức bị thu hút. Coleman và Ever nắm lấy cơ hội quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ con gấu nâu nào có ngu, sau khi phản ứng lại được, nó lập tức đuổi theo hai người họ. Thấy sắp bị con gấu đuổi kịp, Coleman gọi Ever dừng lại, rồi đưa cô trốn vào trong một hang động gần đó. Gấu nâu không thể vào trong vì kích thước của mình, nên chỉ có thể đập mạnh vào cửa hang. Nhưng không may là những viên đá rơi xuống nhanh chóng bịt kín đường ra. Sau khi con gấu nâu bỏ đi, Coleman đã cố gắng dọn những viên đá. Nhưng việc này còn khó hơn tưởng tượng. Ever đề nghị đi sâu vào trong hang để tìm lối ra. Bọn họ đi chưa được mấy bước, phía xa đột nhiên có ánh sáng. Khi đến gần hơn mới biết thì ra là Scott và mẹ anh ta. Hóa ra khi Lucas rời trại để đi tìm người hỏi thăm tình hình, nhưng đi một hồi lâu cũng không thấy có ma nào. Khi anh ta định đi sâu hơn thì đột nhiên dừng lại. Hóa ra mẹ anh ta, cảnh sát Mary Beth, đã lo lắng nên đã lặng lẽ đi theo suốt quãng đường. Nhưng Lucas có vẻ không thích người mẹ này lắm. Sau vài lời chế giễu thách thức thì anh ta không quan tâm nữa. Mary Beth hỏi rằng sao anh ta lại chắc chắn ở đây có người khác. Lucas không trả lời mà nhặt một cây gậy lên. Hóa ra anh ta đã phát hiện ra cái bẫy này vào ngày hôm qua, lúc đó còn có một con hổ ở đây nữa. Nhưng hôm nay nó đã bị đưa đi mất, và cái bẫy đã trở lại như ban đầu. Vậy nên Lucas khẳng định chắc chắn có người khác ở đây, và lại còn rất quen thuộc với môi trường. Chỉ cần tìm được người này hỏi cho rõ thì tất cả nghi vấn sẽ được giải đáp. Họ cũng giống như Coleman và Ever tìm ra được hang động này, nhưng đã đi đến cuối cùng thì thấy rằng chỉ có ngõ cụt. Vậy nên mẹ con Lucas mới quay lại, nhưng tiếc là lối thoát duy nhất đã bị chặn cứng bởi đá. Mary Beth đột nhiên nhớ ra có một ngã ba ở phía sau. Mọi người không có thời gian để suy nghĩ nên vội vã đi đến con đường bên cạnh. Nhưng khi đi đến cuối ngã ba thì thấy nơi này cũng không đi tiếp được nữa. Khi mọi người đều rơi vào tuyệt vọng, Coleman bất ngờ nhìn thấy tảo nổi trong hồ. Vậy nên anh đoán chắc hẳn sẽ có một lối thoát dưới nước, vì tảo cần có ánh sáng mặt trời mới tồn tại được. Nhưng Ever lại phản đối kịch liệt, vì nhỡ đâu có những con thú cổ đại đang trốn trong nước thì sao? Nhưng Coleman không quan tâm nhiều nữa. Anh nhảy thẳng xuống hồ nước. 5 phút trôi qua và trên mặt nước không hề có động tĩnh gì. Ngay khi mọi người đang lo lắng, thì Coleman cuối cùng đã xuất hiện. Anh cũng mang về một tin cực tốt. Quả thực là có một lối ra ở đầu kia của hồ. Mọi người không còn ngần ngại nữa, cùng nhau bơi qua đầu bên kia. Ở đây, 4 người nhìn thấy một thi thể. Nhìn vào quần áo thì chắc người này cũng du hành đến. Và trên tường đá còn có đánh dấu thời gian. Người này chắc hẳn đã sinh tồn ở đây mấy năm liền. Thật tệ là cuối cùng lại chọn tự tử bằng việc tự bắn mình. Lucas không khỏi tỏ ra thất vọng. Chắc hẳn người đàn ông này đã không tìm được đường về nhà, nên mới chọn kết thúc cuộc đời mình trong tuyệt vọng. Mọi người cũng đồng ý với suy luận của Lucas. Trong lúc ở đây đang căng như dây đàn, thì những người sống sót trong trại không hề biết chuyện này. Josh hiện giờ cũng coi như đã hồi phục hoàn toàn, nhưng người giúp Josh tìm ra thuốc, Sam thì tình hình không mấy khả quan. Vì chấn thương cột sống nên sau khi thức dậy anh đã mất cảm giác ở chân. Sam là cựu SEAL và cũng là bác sĩ nên hiểu rõ. Anh nói với con gái mình rằng, điều này rất có thể là do tràn dịch ép vào tủy sống, cần phải lấy nó ra thì mới ổn được. Riley hốt hoảng ngay khi nghe xong, nhưng nếu chậm trễ có khả năng khiến Sam thương tật vĩnh viễn. Riley chỉ có thể lấy hết can đảm để thực hiện ca phẫu thuật này. Sau đó, cô chạy đi tìm Scott và Josh nhờ họ giúp chuẩn bị một số loại thuốc để phẫu thuật. Hai anh chàng này đã không làm cô thất vọng. Những gói cần sa được tìm thấy trong xe bị bỏ rơi. Công cụ này làm tê liệt các dây thần kinh và giảm đau. Trong môi trường thiếu thốn thuốc thang và vật tư y tế này thì đây là thứ hữu ích. Sau khi tiêm thuốc mê, Sam cẩn thận giải thích các bước phẫu thuật. Đầu tiên xác định vị trí của kim, sau đó hút 6ml chất lỏng ra. Nhưng nào ngờ còn chưa kịp nói xong thì anh đã chìm vào giấc ngủ. Riley hoảng hốt không biết phải làm gì. May mắn thay, Josh đã ở bên cạnh liên tục động viên cô. Điều này giúp cho Riley dần ổn định hơn. Chèn ống tiêm vào vị trí được chỉ định, dẫn lưu thành công chất lỏng trong tủy sống của Sam. May là ca phẫu thuật này cực kỳ suôn sẻ. Khi Sam tỉnh lại, cuối cùng anh cũng cảm nhận được đôi chân của mình. Hai cha con ôm lấy nhau đầy xúc động, suýt chút nữa thì thành nhóc tì mít ướt. Ở bên kia, nhóm Ever cuối cùng đã bước ra khỏi hang, dặn dò với nhau rằng đừng cho người khác biết đến nơi này, nếu không tất cả những người sống sót sẽ mất hết hy vọng. Nhưng bây giờ Lucas đang tuyệt vọng, cho dù không ai biết thì sớm muộn gì cũng vì đói mà đi đời. Nhưng Ever lại không nghĩ vậy. Nếu người đàn ông kia sống trong hang động trong nhiều năm, thì thực phẩm chắc chắn sẽ được tìm thấy gần đó. Quả nhiên, cô nhanh chóng tìm thấy một số lượng lớn nấm trên cây, và chắc chắn rằng
rằng tất cả đều không có độc ăn được. Thế là, nhóm họ đã hái nấm cho vào đầy túi mang về trại. Ít nhất thì những ngày tới sẽ không phải lo lắng về cái ăn nữa. Trải qua lần thoát hiểm vừa rồi, Coleman và Ever cũng đã thân thiết hơn. Anh tiết lộ bí mật về cơ thể mình cho Ever biết. Hóa ra là Coleman đã bị ung thư trước khi du hành thời gian. Vậy nên làm chuyện gì thì anh cũng có thể không màng tính mạng. Anh biết rằng thời gian còn lại của mình rất ngắn, nên đã tặng khẩu súng này cho Ever, với tư cách là người bạn đồng hành cuối cùng trong đời của anh. Ever nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục trước mặt, mãi mà không nói nên lời. Cô cũng bắt đầu nhớ đến các thành viên gia đình bên ngoài hố sụt. Bên này chồng cô, Gavin đã chuẩn bị đầy đủ cho công tác cứu nạn. Trong căn cứ bí mật này, đội tìm kiếm cứu nạn đang thực hiện những điều chỉnh cuối cùng cho máy bay. Nhiệm vụ mà nó mang cực kỳ khó khăn, đó là bay vào hố sâu 10.000 mét để giải cứu những người sống sót. Bản đồ Los Angeles từ 10.000 trước công nguyên cũng đã sửa xong. Giờ chỉ còn thiếu phi hành đoàn chuyến bay. Gavin vốn dĩ sinh ra để làm phi công. Anh muốn tiến cử bản thân, nhưng Nathan đã từ chối vì anh hiện là một thành viên đã nghỉ hưu của quân đội, không đủ tiêu chuẩn để lái máy bay quân sự. Gavin bất lực, không còn lựa chọn nào khác nên đành giới thiệu chiến hữu tên là Levi. Nathan gật đầu ngay sau khi nghe thấy thế, vì cái tên Levi tình cờ có tên trong danh sách ứng cử viên. Ngay sau đó, Levi nhận được lệnh khẩn trương đến căn cứ bí mật. Người đàn ông này không chỉ là đồng đội của Gavin, mà còn rất thân thuộc với người nhà của anh. Gavin nghỉ hưu do tai nạn nên từ đó rất tiêu cực. Levi thường đến nhà anh để giúp đỡ. Về sau thì anh được điều động đến các quân khu khác để thực hiện nhiệm vụ, nên từ đó đến giờ không gặp nhau nữa. Sau bao nhiêu năm, đôi bạn cũ trùng phùng, việc đầu tiên Levi làm là xin lỗi Gavin, vì luôn nghĩ việc Gavin có thể nhìn thấy ảo ảnh là do bị bệnh. Nhưng giờ đây mọi thứ đều là thật, và bây giờ Gavin đóng một vai trò quan trọng. Trên bản đồ cổ, Gavin trực tiếp chỉ ra vị trí của Ever và những người sống sót khác. Mọi người thảo luận một lúc thì nơi hạ cánh của máy bay nhanh chóng được xác định. Con gái của Gavin, Izzy, đến đây trước khi khởi hành. Cô nàng đến đây để tiễn người chú Levi. Trong lời nói đâu đâu cũng lộ ra sự ngưỡng mộ dành cho chú. Có vẻ như gia đình Gavin và Levi vẫn thân thiết như hồi đầu. Sau khi Izzy rời đi, Gavin cuối cùng đã hỏi những thắc mắc dồn nén trong lòng anh nhiều năm qua. Sau lúc đầu Levi lại phải rời đi, không liên lạc, Levi do dự hồi lâu, không ngờ lại tiết lộ một tin tức chấn động, vì trong lòng anh vẫn luôn thương nhớ đến Ever, vợ Gavin, vậy nên mới chọn trốn tránh. Sau đó Levi được mọi người tiễn đưa, một mình đi lên máy bay lên đường. Gavin không nhắc về cuộc trò chuyện trước đó, ưu tiên trước mắt là nhanh chóng cứu được vợ con anh về, sau đó trao nhẫn cưới của Ever cho Levi, hy vọng rằng đến lúc cần sẽ có ích. Trong chớp mắt, Levi đã lái máy bay đến hố sụt và cũng bắt đầu từ từ đi xuống. Mọi người trong buồng chỉ huy cũng quan sát hình ảnh truyền về. Ngay sau đó, một cái gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Sự giao thoa trên bầu trời rất mạnh, cỗ máy bay của Levi bắt đầu mất kiểm soát, sau đó tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tin nhắn cuối cùng mọi người nhận được là cháy động cơ máy bay, sau đó mọi liên lạc cũng bị cắt đứt. Không cần nghĩ cũng biết Levi đã hy sinh. Lúc này, người đau đớn nhất là Gavin. Mất đi chiến hữu thân thiết và hy vọng cứu vợ cũng tan thành mây khói. Bên này cả nhóm người đang kinh ngạc nhìn bầu trời đêm và thấy chùm ánh sáng xanh kỳ lạ đang không ngừng lan rộng. Đột nhiên, có một chiếc máy bay từ trong vết nứt lao ra. Những người bị mắc kẹt trong lục địa cổ đại đoán rằng chiếc máy bay rơi vào ngày hôm qua có thể là được cử đến để giải cứu bọn họ. Nhìn khói từ vụ tai nạn ở phía xa, mọi người đều hiểu dù thế nào thì cũng phải qua đó xem. Đây có thể là hy vọng trốn thoát duy nhất của họ. Chẳng mấy chốc cả đội 5 người đã lên đường, chuẩn bị đến địa điểm rơi máy bay để nắm rõ tình hình. Giữa đường, khi đi ngang qua cánh rừng, mọi người nhìn thấy chiếc dù bị mắc trên cây, sau đó là tiếng hổ gầm và tiếng súng nổ cách đó không xa. Khi mọi người đang cảnh giác, thì có người đàn ông xuất hiện từ rừng rậm, đó chính là Levi, phi công của chiếc máy bay bị rơi. Ever thấy anh thì ngạc nhiên không nói nên lời. Josh và Levi cũng rất thân thuộc, hai mẹ con vội vàng giới thiệu danh tính của Levi với những người bạn đồng hành. Mọi người đều rất vui sau khi nghe thấy vậy. Quả nhiên, anh đến để giải cứu những người sống sót. Nhưng Levi lập tức dội gáo nước lạnh vào họ. Anh đã trốn thoát bằng cách nhảy dù khi máy bay mất kiểm soát. Về việc liệu họ có thể bay trở lại hay không thì tìm được máy bay để xác nhận mới biết được. Nhóm người tiếp tục đi về hướng có khói bốc lên. Ever nhận thấy trạng thái của Levi có gì đó không ổn. Sau đó mới biết Levi bị thương ở cánh tay khi hạ cánh. May mắn thay, nó không nghiêm trọng. Bác sĩ nửa vời Riley cuối cùng cũng thấy có ích. Cô băng bó vết thương cho anh khá nhanh. Thật trùng hợp Gavin ở bên ngoài hố sụt, lúc này đã thấy được những việc vừa xảy ra qua ảo ảnh. Vừa mới đây thôi, ngôi nhà anh đang ở bỗng rung chuyển dữ dội là do động đất. Cục khí tượng đã gửi tin nhắn nhắc nhở. Tâm chấn nằm ngay gần hố sụt. Gavin suy đoán rằng điều này có liên quan đến vụ tai nạn máy bay của Levi. Thế là anh lập tức lái xe đi tìm Nathan để hỏi cho rõ. Nhưng khi Gavin đến văn phòng thì không thấy cô đâu cả, mà thấy một tập tài liệu về anh ở trên bàn. Gavin không khỏi tò mò mở ra xem. Ngay lúc đó, cộng sự của Nathan, Adam, bất ngờ xuất hiện. Gavin ngay lập tức cất hồ sơ đi và nói với anh ta rằng Levi vẫn còn sống, muốn các đội tìm kiếm cứu nạn cải tiến máy bay, tiếp tục bay xuống hố sụt cứu viện. Adam không nghi ngờ lời tuyên bố của Gavin, nhưng không thể gửi một chiếc máy bay khác xuống, bởi vì các chuyên gia đã xác nhận trận động đất vừa xảy ra là do một vụ tai nạn máy bay. Bây giờ họ không dám mạo hiểm gửi máy bay xuống, biết đâu sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn thì sao?
Thấy thái độ kiên quyết của Adam, Gavin chỉ có thể rời đi trước và cũng nhanh tay lấy đi tập tài liệu về mình ở trên bàn. Sau khi trở về nhà, anh lập tức nghiên cứu về nó. Bên trong có một bức ảnh của Nathan với một người phụ nữ lạ. Thời gian chính xác là khi máy bay bị rơi, ngày mà hố sụt sa mạc xuất hiện, mấu chốt là còn đặc biệt đánh dấu lần hoạt động thứ tư. Điều này cho thấy trên thế giới còn có nhiều hố sụt khác và nghĩa là có nhiều lối vào để tìm vợ hơn. Nhưng giờ Nathan hiện không thể liên lạc được nên chỉ có thể cố gắng tìm người phụ nữ kia trong bức ảnh. Cũng may là trên ảnh có ghi tên của cô ấy, Rebecca. Izzy đã thử tìm kiếm trên mạng xem sao, thế mà lại tìm được địa chỉ của người này. Có vẻ như Rebecca không phải là một người vô danh. Vì vậy, Gavin quyết định lên đường đến nhà cô xem sao. Nhóm người Ever ở trong hố sụt vẫn đang trên đường đến hiện trường vụ rơi máy bay. Khi sắp đến nơi thì không may bị chặn bởi dòng sông. Ever đã dùng một que củi để thử độ sâu, cảm thấy có thể đi qua được. Thế là cô đã dẫn đầu mọi người xuống nước, nhưng họ không hề cảnh giác được ở dưới đó có con vật kinh dị nào. Riley chỉ mới đi được nửa chừng dưới sông, đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó chạm vào chân mình. Nhìn kỹ hóa ra là một con chăn khổng lồ. Ngay lập tức cô bị lôi xuống không chút phòng bị. Thấy vậy, Levi vội vàng lặn xuống để cứu người, nhưng tiếc là không đuổi kịp. Đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện trên mặt nước, con chăn cuộn Riley đang bắn nước tung tóe. Thấy vậy, Levi lao vào một lần nữa. Mọi người nghe thấy một vài tiếng động bị bóp nghẹt trong nước. Riley cuối cùng đã được giải cứu và con chăn khổng lồ đã bị Levi bắn gục. Sau đó, mọi người đã thành công tìm được chiếc máy bay bị rơi. Levi là người đầu tiên vào bên trong. Ơn trời là máy bay vẫn nổ máy, nhưng bảng điều khiển cho thấy máy nén bên phải bị hỏng, gần như không thể sửa chữa được. Nói cách khác, chiếc máy bay bây giờ là một cái vỏ sắt. Mọi người chuyển tất cả các tài liệu hữu ích ra để mang về trại. Lúc này, radar trên máy bay bất ngờ phát hiện có một nguồn tín hiệu cách xa 5 km. Levi không thể đoán được đây là gì, nhưng rất có khả năng có người ở nơi đó. Ever lập tức quyết định quay về trại và nghỉ ngơi tại chỗ vào đêm nay, sáng sớm hôm sau sẽ đi xem thế nào. Những người ở lại trong trại lúc này cũng không nhàn rỗi, có người đã cố gắng sửa chữa những thứ bị hỏng của xe, có người thì đi vào rừng để săn bắt tìm kiếm thức ăn. Lần này họ đã thu hoạch được kha khá, bắt được nhiều thỏ hơn. Ngay khi Billy quay lại chỗ mình để lấy dụng cụ, thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đáng sợ đang đến gần. Veronica và cô em gái Lily cách đó không xa cũng không hề biết gì, mà hai người vẫn đang tranh cãi. Không biết nguyên do gì mà Veronica cứ bắt Lily phải giả câm trước mặt mọi người, nhưng Lily thực sự muốn giao tiếp bình thường với mọi người. Thế là hai người càng cãi nhau dữ dội. Cuối cùng, Lily đã chạy vào rừng trong cơn tức giận. Đột nhiên cô thấy một cái gì đó đang đến gần mình, ngã xuống đất trong hoảng loạn. Sau đó giật mình thấy anh chàng Billy mới còn sống vừa đây thôi, nhưng bây giờ đã biến thành một cái xác, thi thể được bao phủ bởi những đường nét kỳ lạ. Với tiếng hét của Lily ngay sau đó, những người sống sót đã vội vã đến hiện trường. Cảnh sát Mary Beth hỏi Lily xem cô có nhìn thấy bất cứ điều gì không, nhưng Lily lại chưa bao giờ được nói trước mặt mọi người. Sau đó, Veronica vội vàng đưa em gái ra khỏi đây, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết thì ai cũng có chút hoang mang. Người đàn ông này thiệt mạng mà không biết tại sao, bản thân mình sẽ giống như anh ta chứ. Sam đang hồi phục sau căn bệnh nghiêm trọng, tuy bị vấn đề về di chuyển nhưng anh vẫn cố gắng hết sức, bảo mọi người ra khỏi đây trước, chờ đến khi khám nghiệm tử thi để xác nhận nguyên nhân tử vong. Cơ thể người đàn ông này rất kỳ lạ, đường gân chuyển sang hết màu đỏ, chỉ có một vài chỗ là có vết tích cháy xém nhẹ nhẹ. Sam là người đã từng phục vụ trong quân đội nên rất có kinh nghiệm. Anh nhận ra các đường này là hình bụi Lichtenberg. Đây là một tính năng điển hình sau khi bị kích điện, nhưng ở đây chưa bao giờ có xét tự nhiên và không thể có phát điện nhân tạo trong thời cổ đại được. Vậy chính xác thì người chết bị điện giật như thế nào? Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều rơi vào im lặng. Cảnh sát Mary Beth đề nghị phải đi hỏi Lily, người đầu tiên phát hiện ra cái xác mới rõ được. Bác sĩ tâm lý Coleman lần này mới thực sự có ích. Anh rất giỏi trong việc giao tiếp với trẻ em. Quyết định hỏi Lily vào ngày hôm sau khi tâm trạng của cô bé ổn định. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, nhóm người sống sót này không dám hành động một mình nữa. Tất cả tập hợp lại với nhau để lấy hơi ấm. Lúc này, cặp tình nhân ngầm cũ Ever và Levi cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng với nhau. Ever vừa mở miệng đã trách Levi bỏ đi những 2 năm liền, thậm chí không một cuộc điện thoại, và cho đến tận bây giờ Ever vẫn có chút nhớ nhung Levi. Vì Gavin đã mắc chứng hoang tưởng từ lâu, nên khiến cho tình cảm vợ chồng sớm rạn nứt. 2 năm trước hai người đã đường chia đôi ngả. Nghe đến đây, Levi lấy chiếc nhẫn cưới Gavin đưa cho mình, giao lại cho Ever, và cũng nói rằng hình ảnh mà Gavin nhìn thấy không phải ảo tưởng, mà những chuyện đó đã thực sự xảy ra. Nhẫn cưới của Ever đánh rơi ở đây, chính anh là người đã tìm thấy cô theo ảo ảnh của mình. Ever sững người một lúc sau khi nghe được chuyện này, cô không thể nào tiếp nhận được tin tức như vậy. Cho đến ngày hôm sau, Ever vẫn chưa bình tĩnh được sau cú sốc tối qua, và tự trách mình rất nhiều vì đã đổ lỗi cho Gavin. Lúc này, Levi
lại đến động viên cô. Gavin thực sự đã biết về mối quan hệ của hai người họ. Bây giờ Ever cảm thấy thực sự suy sụp. Chẳng mấy chốc mọi người đã đến địa điểm phóng tín hiệu. Thật không ngờ, đây lại là một ngôi làng, được bảo vệ bởi một bức tường bên ngoài, giống như một pháo đài đơn giản mà kiên cố. Scott đã rất ngạc nhiên về điều này. Hàng trăm triệu năm trước công nguyên, mặc dù đã có người bản địa, nhưng hoàn toàn không thể xây dựng một cấu trúc như thế này. Mọi người không khỏi tò mò nên quyết định đi vào và khám phá. Và ở cổng làng này được khắc biểu tượng lòng bàn tay màu đỏ máu. Cùng lúc đó, Coleman đang hỏi Lily về vụ sát hại người đàn ông tên Billy ngày hôm qua. Nào ngờ, Lily thực sự nhìn thấy kẻ giết người. Hóa ra là Billy đã bị một con người nào đó giết hại. Nhưng khi Coleman yêu cầu Lily mô tả dáng vẻ của kẻ giết người, thì cô bé lại tiếp tục rơi vào nỗi hoảng sợ. Thấy vậy, chị gái ở bên cạnh định kéo Lily đi. Nhưng Lily đã buông tay cô chị ra khi chưa đi được bao xa. Hung thủ là một ông già. Coleman ngạc nhiên khi thấy cô bé nói được, nên anh lại càng không nhịn được mà bước đến để hỏi đặc điểm cụ thể của hung thủ. Lúc này cô bé mới gõ được một câu, tay có dấu ấn, bố con Gavin bên ngoài hố sụt cuối cùng đã đến nhà Rebecca, nơi đây là một trang trại hẻo lánh. Ngạc nhiên là Nathan, người không thể liên lạc cũng đang ở đây. Gavin giải thích rằng anh muốn tìm hiểu thông qua các hố sụt khác. Sau khi nói ý định của mình, Nathan nói với anh rằng ngoại trừ hố sụt ở Los Angeles, hố sụt xuất hiện trước đây đều đã được đóng lại. Bây giờ Gavin hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Nào ngờ, Rebecca ở bên nói rằng cô có một cách. Sau đó thì cô đưa bố con Gavin đến một nhà kho bí mật. Ai mà có dè lại có một chiếc máy bay ở đây, và nó đang trong quá trình cải tiến. Sẽ không xuất hiện sự cố giống như vụ của Levi. Gavin rất tò mò về xuất thân của Rebecca. Hóa ra cô ấy cũng giống như Nathan, từng phụ trách việc khám phá hố sụt ở sa mạc. Cô cũng gửi một nhóm người vào hố sụt thám hiểm, nhưng hố sụt đã đóng cửa trước khi họ quay trở về. Rebecca cũng trở thành kẻ đáng trách vì sự cố này, mất chức chỉ huy. Nhưng từ đó đến nay cô không bỏ cuộc, vẫn đang tìm kiếm cơ hội khám phá hố sụt. Bây giờ máy bay đã sẵn sàng, vấn đề duy nhất là thiếu phi công. Thế mà có một ngày có phi công như Gavin tự tìm đến. Có lẽ tất cả đều là do ý trời sắp đặt. Nhóm người lặng lẽ đi vào làng với lòng hiếu kỳ. Thật lạ là không có ai ở đó. Phi công Levi đề nghị mọi người chia nhau ra để tìm manh mối, nguồn tín hiệu mà trước đây anh tìm thấy trong radar ở ngay đây thôi. Một nhóm 6 người chia làm 3 nhóm, Josh và Riley một nhóm. Họ tìm thấy thực phẩm tươi sống trong một ngôi nhà, nó có nghĩa là có người sống ở đây. Sau đó, Josh cũng tìm thấy một lối đi ngầm. Anh phớt lờ sự khuyên ngăn của Riley và bước thẳng vào. Có một cánh cửa ở cuối lối đi, cánh cửa này thực sự dẫn trực tiếp ra bên ngoài ngôi làng. Nhưng không biết tại sao, ngay sau đó cánh cửa tự động đóng lại. Josh và Riley muốn trở về làng thì chỉ có thể đi vòng qua cổng chính. Lúc này Ever và Levi cũng phát hiện ra điều bất thường. Một ngôi nhà lớn hơn một chút rất bắt mắt, có một biểu tượng in lòng bàn tay màu đỏ trên đó. Ever đã nhìn thấy nó trước đây trên những tảng đá ở đồng hoang. Thế là cô ngay lập tức bước vào tòa nhà với Levi. Nhưng ngay khi Ever bước vào, cô giật mình. Ở bên trong này lại có một thi thể. Đá cũng được sử dụng xung quanh để tạo thành hình của lòng bàn tay, giống như một loại hiến tế nào đó. Nhưng Levi không để ý đến những thứ này, mà anh lấy ra một bức ảnh, cẩn thận so sánh tướng mạo của xác chết với người trong ảnh. Ever cảm thấy sốc và sau đó Levi mới tiết lộ sự thật. Hóa ra lần này anh xuống ngoài việc giải cứu Ever và những người khác, thì còn phải tìm ra 7 người trong ảnh. Họ là đội điều tra đã bay vào hố sụt sa mạc 3 năm trước. Levi xác nhận thi thể chính là một trong 7 người trong ảnh. Sau đó, anh nhặt bộ đàm năng lượng mặt trời trên mặt đất, và chắc nó là nguồn tín hiệu khiến radar máy bay phát hiện ra nơi này. Lúc này, Ever đột nhiên nhìn thấy, đống củi bên cạnh vẫn còn chút hơi nóng. Vậy thì chắc chắn rằng vẫn còn những người sống trong làng. Vì vấn đề an toàn thì phải rời khỏi đây ngay. Ever vội vã ra ngoài nhưng không thể tìm thấy bất kỳ ai. Vì vậy, cô và Levi nhanh chóng chạy về phía bên kia. Từ đây, ta có thể có một cái nhìn toàn cảnh về môi trường xung quanh. Họ vừa hay nhìn thấy Josh và Riley định vào làng lần nữa. Nhưng còn chưa kịp đánh tiếng với nhau, thì một đội quân mang theo vũ trang, mặc đồ của người dân địa phương xuất hiện. Chắc hẳn là chủ nhân của ngôi làng đã trở về. Josh và Riley nhìn thấy vậy đã vội chạy về phía núi rừng. Ever và Levi cùng với những người vẫn còn ở trong làng thì thảm rồi đây. Họ bị mắc kẹt trong làng và không biết phải làm gì. May mắn thay, họ đã nhanh chóng bình tĩnh lại được, chạy thật xa ra khỏi đám đông đang đuổi theo và trốn trong một căn nhà. Nhưng nào ngờ, ở bên trong còn có một vài đứa trẻ khác. Ever giả vờ bình tĩnh và nói xin chào với một nụ cười. Nhưng đối phương chỉ ngồi đó mà không nói một lời. Thấy đám đông đang chuẩn bị đuổi đến đây, Levi đã sẵn sàng dốc toàn lực để liều mạng. Ever nhanh trí nảy ra một cách, cô kéo anh vào một góc để trốn sau kệ. Sự thật chứng minh lần đánh cược này của Ever đã thắng. Những đứa trẻ này không chỉ không báo cáo về hai người họ, mà còn chủ động giúp che đậy và đánh lừa sự tìm kiếm của dân làng. Khi Ever rất biết ơn chúng thì ngạc nhiên vì những đứa trẻ này có thể nói tiếng Anh. Điều này không giống như thổ dân cổ đại. Cậu bé Chris nói với Ever rằng chúng cũng rơi xuống từ ánh sáng xanh trên trời. Sau khi bình tĩnh được thì Ever lại hỏi Chris làm sao để thoát được ra ngoài. Cô phải gặp được con trai của mình. Chris thế mà lại có cách. Cậu biết có một đường mật đạo. Nhờ có Chris chỉ đường, Ever và Levi né được đám đông tìm kiếm trên mọi nẻo đường, lặng lẽ tiến về phía bức tường làng. Ở đó có nhóm của Scott và Lucas. Lúc này thì vẫn chưa có sự xáo trộn nào trong làng. Hai người
người họ vô tình đến một căn phòng chứa đầy vũ khí trông kỳ lạ. Mặc dù nó trông thô, nhưng nó đủ sắc bén. Đây là những vũ khí từ thời cổ đại. Nếu được đưa về thời hiện đại, thì ngay lập tức trở thành đồ cổ vô giá. Khi cả hai đang thảo luận về cách vận chuyển, đột nhiên một người đàn ông đầu chọc bước vào, khống chế tay buôn mai thúy Lucas này lại. Đương nhiên Lucas cũng sẽ không để mặc thế, chống trả một cách tuyệt vọng. Nhưng tiếc là súng lại rơi xuống đất. Scott nhút nhát đang run rẩy ngồi một góc, trong lòng giằng xé không biết có nên chạy lại giúp không. Ngay sau đó một người dân làng khác xông vào, thế là cả Scott và Lucas đều bị bắt sống. Sau đó thì ném hai người vào tòa nhà hiến tế. Hai người có hơi tuyệt vọng vì sợi dây được buộc quá chặt, chắc là sẽ sớm lìa đời giống như cái xác bên cạnh họ. Cũng may là Scott đã nghĩ ra một cách, anh bảo Lucas lấy chiếc bật lửa ra khỏi túi mình. Cuối cùng hai người cũng thoát được sau khi đốt sợi dây thừng trói tay. Còn Josh và Riley bên ngoài ngôi làng cũng không dễ dàng gì, họ chạy một cách tuyệt vọng khi bị dân làng truy đuổi, cuối cùng thì trốn trong một kẽ hở tối tăm và cũng nhờ thế mà thoát được kiếp nạn. Nhưng Josh không định quay lại trại, họ phải giải cứu Ever bị mắc kẹt trong làng trước. Riley nghĩ Josh bị điên rồi, làm vậy khác nào đưa mình vào chỗ chết. Nhưng Josh đã tìm ra một cách, cần có sự phối hợp của Riley. Riley bản tính tốt bụng nên cuối cùng cũng đồng ý. Chợt thấy tiếng nhạc vang lên cổng làng không xa, lính canh nghe thấy tiếng động nên chạy đến kiểm tra, nhưng đó lại là âm thanh phát ra từ điện thoại. Còn Josh và Riley thì trốn ở một góc, nhân lúc lính canh rời khỏi vị trí để chạy vào làng thêm lần nữa. Khi họ chạy vào trong thì vừa lúc gặp Scott và Lucas, và ngay sau đó cũng rất may khi tìm được mẹ. Nhờ sự giúp đỡ của những đứa trẻ, họ chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng vào lúc quan trọng này, một nhóm dân làng khác đã phát hiện ra. Họ lập tức kéo cung tên bắn. Ever và Levi đứng ngơ ngác không biết làm gì. May mắn thay, vào đúng lúc này, một người phụ nữ có vẻ có địa vị cao xuất hiện, lên tiếng ngăn chặn ý định bắn của dân làng, và cũng để cho nhóm của Ever mau chóng rời khỏi đây. Họ cứ thế trốn khỏi làng một cách khó hiểu, định quay về trại rồi mới nói tiếp. Những người sống sót còn ở trong trại bây giờ cũng đang lo lắng. Mặc dù Lily nhìn thấy hung thủ là một ông già, thì ngoài ra không có chi tiết nào khác được tiết lộ, cứ thế càng làm cho mọi người lo lắng hơn. Coleman nhìn thoáng qua và biết rằng Lily đang giấu điều gì đó. Vậy nên anh đã cố gắng hết sức để gần gũi với cô bé. Anh tìm thấy một quả bóng mềm từ một chiếc ô tô bị bỏ rơi và bảo Lily tìm những người bạn đồng hành khác chơi cùng. Đó mới là những gì một đứa trẻ nên làm. Sau một trận bóng, Lily thực sự vui vẻ hơn rất nhiều. Vào lúc này, Ever và nhóm của mình cuối cùng đã trở lại trại. Những người sống sót lần lượt bước đến, biết tin Levi là phi công được chính phủ cử đi giải cứu. Tất cả mọi người đều trông rất hào hứng, nhưng khi nhận được tin máy bay cứu hộ bị trục trặc, thì khuôn mặt của họ bắt đầu u ám trở lại. Chỉ có Coleman là còn nhớ đến chuyện về Lily. Anh lợi dụng lúc chị gái vắng mặt để bắt chuyện với cô bé. Anh hỏi rốt cuộc thì cô bé đang che giấu điều gì? Cô bé cảm nhận được sự chân thành của Coleman, cuối cùng cũng chịu nói ra bí mật của mình. Hóa ra Veronica không phải chị ruột của Lily, mà là kẻ buôn người đã cướp Lily khỏi cha mẹ cô bé. Lúc này, Veronica đi kiếm đồ ăn đã quay về, nhìn cảnh tượng trước mắt đoán là vụ bắt cóc đã bại lộ, ngay lập tức quay người và chạy về phía khu rừng. Levi ở phía bên kia đang cố gắng liên lạc với căn cứ bằng radio, dù cơ hội mong manh, nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. Lúc này, Ever từ xa bước tới, cô vẫn cảm thấy đầy mặc cảm với chồng mình, hy vọng sẽ làm được điều gì đó để bù đắp, nhưng cô không hề biết, Gavin ở bên ngoài hố sụt đã nguôi ngoai nỗi uất hận từ lâu. Giờ chỉ tập trung vào việc cứu vợ trở về. Một chiếc máy bay đã được thiết kế đặc biệt để vào hố sụt và lựa chọn Gavin làm phi công. Nhưng hành vi của Rebecca có hơi lạ, nhất quyết ép Gavin phải xuất phát vào đêm nay. Gavin cũng hơi do dự, vì quân đội đã cấm máy bay xuống hố sụt, vậy anh phải làm sao để có thể tránh được sự phong tỏa quân sự đây? Nathan nói rằng mình sẽ đến căn cứ và dùng quyền hạn để tắt radar. Gavin nhìn Nathan với ánh mắt đầy hoài nghi, đây là một trọng tội quân sự. Nathan đương nhiên có lý do để làm việc này, hóa ra là sau khi người yêu của cô vào hố sụt ở sa mạc 3 năm trước, thì từ đó đến nay không thấy trở lại. Lúc này, Rebecca cũng bày tỏ, cô muốn xuống hố sụt cùng với Gavin, bởi vì trong nhóm điều tra đã vào hố sụt sa mạc trước đó, cũng có người bạn thân nhất của cô, nhưng Gavin và Rebecca đã đợi rất lâu, cũng không nhận được tin Nathan đã vô hiệu hóa thành công radar, gọi điện thì cũng lại là bài ca thuê bao quý khách vừa gọi. Gavin nói vậy trước khi xác nhận rằng radar đã tắt thì anh sẽ không lái máy bay đi đâu hết, nếu không, họ rất có khả năng bị giết trực tiếp bởi đạn pháo. Nhưng nào ngờ Rebecca kiên quyết nói với Gavin, hôm nay nhất định phải xuất phát, nếu không anh sẽ không bao giờ gặp lại vợ mình được nữa. Câu nói này càng làm cho Gavin bối rối hơn. Rebecca cũng không giấu giếm thêm. Cô đưa bố con Gavin đến một công trường. Máy xúc và công nhân đang đào cái gì đó ở đây. Rebecca nói rằng những người rơi vào hố sụt và xuyên đến lục địa cổ đại đã sống ở vị trí này. Gavin tò mò sao họ tìm thấy nơi này. Nhưng Rebecca không trả lời anh. Cô chỉ vào một chai thủy tinh, sau đó lấy ra một bức thư được khôi phục lại.
Cái này được khai quật từ đống đổ nát vào ban ngày. Bức thư được viết bởi vợ của Gavin Ever. Những điều viết ở trong đó đã giải thích tất cả. Nếu như Gavin có thể tìm thấy chiếc nhẫn bị mất của Ever ở lục địa cổ đại, vậy thì bức thư trong chai thủy tinh cũng phải được tìm thấy. Ngoài ra, Ever cũng bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến Gavin và bảo anh ngừng cố gắng tìm kiếm mình vì mọi nỗ lực đều vô ích. Vào đêm thứ 5 kể từ khi Ever rơi xuống hố sụt, đường hầm không gian và thời gian trên bầu trời bỗng nhỏ dần lại. Nó có thể đóng lối vào bất cứ lúc nào. Gavin tính toán thời gian, vậy thì thời khắc quyết định không phải là tối nay đó sao? Đó là lý do tại sao Rebecca nhất quyết đòi xuất phát trong tối nay. Bây giờ Gavin đang lo lắng đến mức nóng lòng muốn đi ngay lập tức. Cô con gái Izzy cũng rất hiểu chuyện, tôn trọng quyết định của bố. Bên này Ever đang tâm sự cùng con trai, rằng mẹ con họ trước đây đều nghĩ xấu về Gavin, nhưng anh vẫn luôn là một người đáng tin cậy. Nhà sử học Scott thì thực tế hơn, anh ta dùng ngón tay để so sánh vết nứt không gian và thời gian. Cuối cùng anh cũng đoán ra tốc độ thu nhỏ đi, vết nứt không gian và thời gian sẽ biến mất trong vòng 24 giờ nữa. Nhưng điều này không làm thay đổi được hiện trạng. Chỉ có phi công của lực lượng không quân Levi là đáng tin cậy nhất. Anh vẫn đang dùng radio để cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài. Dù hy vọng rất mong manh nhưng anh chưa hề bỏ cuộc. Cuối cùng, mọi nỗ lực cũng được đền đáp. Hệ thống liên lạc nội bộ cuối cùng đã phản hồi. Những người sống sót đều tập trung xung quanh đầy phấn khởi. Đối phương là người sống sót của lần hố sụt trong sa mạc Ella. Nghề nghiệp cũng vừa khéo là một kỹ sư cơ khí. Cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ tham gia vào hội Ever khi biết máy bay Levi có thể sửa. Nhưng Ella lại đang ở rất xa. Nếu đi qua đó thì chắc vết nứt không gian và thời gian biến mất luôn rồi. Anh ra đen Tony nói rằng mình sửa xong một chiếc xe Jeep. Đúng như là nắng hạn gặp mưa rào. Levi và Ever lái chiếc xe Jeep đi theo vị trí được mô tả bởi Ella. Cuối cùng đến một vùng đất hoang. Đây là lều nhân tạo, chắc là đến nơi rồi đây. Quả nhiên, một lúc sau, Ella xuất hiện với khẩu súng lục trên tay. Cô đã sống ở đây 3 năm nên không thể không dè chừng. Cho đến khi Levi lấy ra một bức ảnh thì mới làm dịu đi những lo lắng của Ella. Hóa ra Ella là thành viên của nhóm thám hiểm trong bức ảnh, một trong những người mà Levi cần phải giải cứu. Khi biết rằng máy bay của Levi chỉ có bị lỗi ở máy nén, cô ngay lập tức vỡ òa trong vui mừng. Vì vừa hay là trong máy bay của Ella bị rơi lại có một máy nén tốt. Thế là ba người lái xe Jeep quay trở lại trại. Sau khi những người khác biết được có hy vọng trong việc sửa chữa máy bay, thì ai nấy đều phấn khởi hơn. Ella nói với mọi người, vết nứt không gian và thời gian thay đổi từ co lại thành biến mất vào lần trước, chỉ vỏn vẹn trong vòng 24 giờ. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy phải nhanh lên và chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó Ella và Levi cùng nhau lái xe hướng về phía máy bay. Ever là người ở lại nhưng có chuyện quan trọng hơn cần làm, vì máy bay chỉ có thể chở 6 người một lần, nên giờ có nhiều người như vậy thì phải xác định thứ tự xuất phát. Để đảm bảo công bằng, Ever đã cho mọi người bốc thăm. Đầu tiên là xác định những người sẽ đi đợt 1, những người bốc được đi trước thì đều rất vui mừng. Trong số đó có con trai của cô, Josh và chàng thanh niên Lucas. Những người không bốc chúng thì muốn chơi ăn gian, nhưng tất cả đều bị Ever phớt lờ. Quá trình sửa chữa của Ella vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Ella đã bị mắc kẹt ở đây trong 3 năm sắp được quay về, nhưng đột nhiên lại cảm thấy man mác buồn. Thì ra Ella đang nhớ đến Nathan, cô ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Ella. Mong ước lớn nhất của Ella là được trở về bên cô ấy. Phải nói đây là tình yêu đáng ngưỡng mộ. Trong khi cả hai đang nói chuyện, máy bay cuối cùng đã khởi động thành công. Thông qua bộ đàm, những người sống sót trong trại nhận được tin mừng, lần lượt hò hét trong vui sướng. Đúng vào lúc này, mọi người phát hiện ra có cái gì đó đột nhiên rơi xuống từ vết nứt không gian và thời gian. Tất cả đều ngơ ngác nhìn lên trời, rồi chạy thẳng đến đó xem tình hình thế nào. Hóa ra là một chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống. Levi gợi ý là nên ấn nút thử xem. Sau đó màn hình trong thân máy bay sáng lên, là tin nhắn của Gavin gửi đến. Anh đã nhận được lá thư từ Ever. Vết nứt không gian và thời gian này sắp khép lại, nhưng những gì xảy ra sau đây thực sự không thể chấp nhận được. Anh biết mọi người muốn sửa máy bay của Levi cho xong rồi quay về, nhưng sẽ không thành công đâu. Giờ anh có máy bay rồi, hãy đợi anh nhé. Gavin đã khám phá ra điều gì? Tại sao lại đưa ra quyết định như thế? Hóa ra sau khi anh nhìn thấy lá thư của vợ mình ở trại, thì hiểu rằng thời gian không còn nhiều. Khi chuẩn bị về nông trại để lái máy bay, đột nhiên anh chàng Adam lại đưa theo người đến đây. Anh ta biết kế hoạch lái máy bay vào hố sụt của Gavin từ Nathan, nên quyết định sẽ xuất trận để ngăn việc này lại. Gavin đương nhiên không chịu, đây là cơ hội duy nhất để cứu vợ anh cơ mà. Lúc này, một thợ đào đến báo cáo tình hình, rằng có một khám phá quan trọng. Mọi người vội vàng xuống kiểm tra. Thật bất ngờ, nhóm của họ thực sự đã đào được mảnh vỡ của chiếc máy bay trong đất. Qua radar thì phát hiện ra một số bộ xương người. Gavin nhận ra được đây là chiếc máy bay lúc trước được cử đi cứu viện. Anh đoán chắc hẳn là phi công cố gắng đưa người ra ngoài, nhưng lại thất bại. Giờ thì Gavin lại càng lo lắng hơn. Không biết vợ mình có phải cũng ở trong đó hay không? Vừa nghĩ tới thôi là anh chạy ngay đi cứu người. Nhưng làm sao Adam lại để cho anh như ý nguyện được? Điều gì sẽ xảy ra nếu một trận động đất mạnh khác được kích hoạt? Vì vậy, anh ta yêu cầu cấp dưới của mình kiểm soát Gavin, rồi nhốt ba người vào trong phòng họp.
Khi mà Gavin đang lo lắng đứng ngồi không yên, Nathan bỗng dưng xuất hiện như một vị cứu tinh. Gavin rất bất bình trước hành vi phản bội của cô, nhưng Nathan cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nếu không nói ra thì cô có thể sẽ mất chức. Khi đó, máy bay của Rebecca cũng sẽ bị họ tịch thu. Sau khi nghe thấy vậy thì Gavin cũng không truy cứu thêm nữa. Bây giờ còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, đó là nhờ Nathan gửi một máy bay không người lái vào hố sụt để báo tin với Levi, Ever và những người khác, nói với họ không được bay ra ngoài một mình, nếu không thì sẽ xảy ra tai nạn rơi máy bay. Sau khi Ever xem lời nhắn của Gavin, tin chắc rằng chồng mình sẽ không nói dối, nên cô hô hào mọi người hãy đợi thêm, Gavin nhất định sẽ lái máy bay đến cứu mọi người. Nhưng những người sống sót này không thể chờ đợi thêm, lo lắng vết nứt không gian và thời gian sẽ biến mất nếu tiếp tục trì hoãn. Lúc này, Levi bỗng lên tiếng, anh tin những gì Gavin nói, nhưng cũng không muốn từ bỏ kế hoạch tự mình rời khỏi đây, nên anh đã quyết định đại tu máy bay với Ella, nếu có thể bị rơi thì chắc chắn là do vấn đề ở đâu đó. Cách nói này được sự tán đồng của mọi người, Ever muốn cản cũng cản không được, ngay cả con trai cô, Josh cũng không nghe lời. Nhất quyết đòi rời khỏi đây trước. Ever biết lần này Josh đi có thể sẽ chết, nên cô đã đi gặp Mary Beth, bảo cô ấy hãy đứng về phía mình, cùng ngăn máy bay của Levi cất cánh. Mary Beth nghĩ về con trai Lucas của mình, cũng nằm trong danh sách khởi hành đầu tiên, nên cuối cùng cũng đã bị Ever thuyết phục. Hai người cùng nhau lái xe đến địa điểm máy bay đậu. Lúc này, Ella và Levi phát hiện ra rằng một trong những cảm biến của máy bay đã bị hỏng. Mối nguy hiểm tiềm ẩn này rất có thể là nguyên nhân rơi vỡ. Nhưng khi chuẩn bị sửa chữa, Ever và Mary Beth đã chạy tới ngăn lại, nói rằng kế hoạch thoát hiểm đã bị hủy bỏ. Nhưng Levi rất cương quyết và sẵn sàng bay thẳng đến trại để đón người. Lúc này, Mary Beth trực tiếp rút súng ra. Anh chết cũng được nhưng đừng kéo theo con trai tôi. Mong muốn trở về nhà của Ella còn mãnh liệt hơn, nên cô cũng rút súng ra và đối đầu với Mary Beth. Đây có thể là hy vọng cuối cùng để trở về nhà. Ella càng nghĩ càng trở nên kích động, kết quả là đã nổ súng. Giờ thì hay rồi, bắn người ta nhưng mình lại bị thương, máy bay cũng bị bắn trúng bình nhiên liệu, mọi người vội vã chở Ella về trại để sơ cứu. Bác sĩ bán thời gian Sam làm hết sức mình, nhưng vẫn không cứu được mạng của Ella. Bây giờ ai cũng rơi vào trầm mặc, không chỉ có người thiệt mạng mà máy bay cũng bị hư hại. Hy vọng thoát thân của mọi người đã tan thành mây khói. Chỉ có Ever vẫn còn ôm một tia hy vọng rằng Gavin nhất định sẽ đến giải cứu cô. Lúc này, Gavin đã không làm Ever thất vọng. Với sự giúp đỡ của Nathan, anh lại quay về được trang trại. Quân đội không cho phép, thì anh sẽ cứng đầu đến cùng. Anh muốn lao xuống hố sụt cứu vợ nên liên tục thúc giục mọi người khởi động máy bay. Nếu còn chậm trễ là không kịp nữa. Thời gian khởi động vẫn còn cần 5 phút nữa, nhưng những người từ cục an ninh đã đuổi đến đây, để câu giờ Easy và Nathan cùng nhau bước ra khỏi nhà kho. Hai người cứ đứng đôi co với đặc vụ, cho đến khi Gavin lái máy bay thành công lên bầu trời, nhưng những người trong cục an ninh làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được. Gavin nhanh chóng nhận được thông tin liên lạc từ Adam, rằng phải trở lại căn cứ ngay lập tức hoặc sẽ bắn hạ. Gavin nghĩ đó chỉ là một lời đe dọa, vẫn cố chấp mặc kệ tất cả mà bay đi, nhưng anh phát hiện ra có hai máy bay chiến đấu đang đến gần, và radar cho thấy máy bay đã bị khoanh vùng bởi tên lửa. Xem ra thì Adam chuẩn bị làm thật rồi đây. Lúc này, máy bay đã lên đến miệng của hố sụt. Gavin chuẩn bị cho một cuộc hành trình, anh tự tin có thể tránh tên lửa bằng kỹ năng của mình. Rebecca lại lên tiếng ngăn cản, anh không thể hy sinh vô ích như thế này được, nên ở lại và tìm phương tiện giải cứu khác. Hố sụt ở sa mạc trước đây có những bí mật lớn hơn để anh khám phá. Sau khi nói những lời không rõ đầu đuôi này, Rebecca nhảy ra khỏi máy bay với chiếc dù trên lưng. Cô nhảy xuống hố sụt đó. Gavin vẫn muốn lái máy bay và tiếp tục đi, nhưng giọng con gái phát ra từ máy liên lạc. Ngay lúc này, cô đang ở trong phòng chỉ huy, nhìn vào máy bay bị tên lửa khoanh vùng trên màn hình. Easy thuyết phục Gavin đừng làm điều gì ngu ngốc. Cô đã mất đi mẹ và anh trai rồi, không thể mất thêm bố nữa. Gavin cuối cùng đã bị thuyết phục, hứa với Adam rằng sẽ lập tức hạ cánh, và thế là nỗ lực giải cứu của anh lại thất bại. Trước khi bị nhốt, Gavin biết được một chuyện từ Adam. Trong đống đổ nát kia, xác máy bay được khai quật đã biến mất, có nghĩa là Ever đã nhận được tin nhắn từ máy bay không người lái. Anh đã ngăn chặn thành công một vụ tai nạn máy bay. Gavin lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ cần con người còn sống, mọi thứ đều có thể xảy ra. Màn đêm lại dần dần buông xuống. Những người sống sót nhìn lên bầu trời trong im lặng. Họ bất lực nhìn vào vết nứt thời gian và không gian, đại diện cho hy vọng trở về, dần dần nhỏ lại, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Ever hẳn là người khó chịu nhất lúc này ấy nhỉ? Chồng của Ever hứa sẽ đến giải cứu cô bằng mọi giá, nhưng cuối cùng lại thất hứa. Mà đó không phải là điều tồi tệ nhất. Trước đây cô là người ra sức khuyên can mọi người bay về nhà. Trong lúc đấu tranh không chỉ làm mất mạng người, mà ngay cả máy bay cũng bị phá hủy. Bây giờ Ever cảm thấy cực kỳ có lỗi, hy vọng sẽ làm được điều gì đó để bù đắp. Vậy nên cô đã đào mộ cho Ella không may qua đời trong đêm. Nhưng oán hận trong lòng mọi người sẽ không dễ dàng hết đi. Ngay cả Josh cũng đoạn tuyệt hoàn toàn với Ever. Trong đám tang của Ella, những người sống sót có vẻ thờ ơ Ever và Mary Beth. Lúc này Sam chạy đến chặn hai người lại, bởi vì mọi người đều rất lo lắng về khẩu súng trong tay Mary Beth, nên yêu cầu cô chủ động giao ra. Mary Beth không nhịn được cười sau khi nghe thấy vậy. Súng ngắn là sinh mạng ở một nơi nguy hiểm như thế này đấy.
Nào ngờ, Lucas lại bước ra và đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Mary Beth giết người. Mọi người nghe xong không khỏi bàn tán. Mary Beth vẫn muốn tiếp tục tranh cãi, rằng nếu cô không ngăn lại, thì tất cả mọi người trên máy bay đã lìa đời rồi. Nhưng chuyện vẫn chưa xảy ra nên mọi người không muốn hiểu. Lucas thậm chí còn yêu cầu cả hai rời trại. Sam lập tức lên tiếng thuyết phục, chỉ là đến lấy súng thôi mà đã thành đuổi người rồi là thế nào? Đứng trước sự bất đồng quan điểm này, mọi người quyết định bỏ phiếu để ra kết quả cuối cùng. Kết quả là hầu hết trong số họ muốn cả hai rời đi, thậm chí trong số đó có cả con trai Ever và con trai của Mary Beth Lucas, làm tan nát trái tim của hai bà mẹ trong phút chốc. Họ làm vậy cũng chỉ vì đảm bảo an toàn cho con mình. Coleman ở phía bên kia đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cả hai tay và chân đều bị trói, không thể di chuyển. Hôm qua, anh ra ngoài một mình để tìm Veronica đã bỏ trốn. Ban đầu anh muốn thuyết phục cô bé quay về, nhưng nào ngờ cô bé vẫn còn thấy tội lỗi vì chuyện bại lộ vụ bắt cóc, nên cuối cùng vẫn chọn bỏ trốn. Sau đó thì đập cho Coleman một cú ngất lịm đi. Cũng may là Coleman ăn ở tốt nên vẫn còn sống. Đúng lúc vừa tỉnh lại thì thấy có người đi ngang qua, thế là anh vội hét lên để mong được giúp. Không ngờ, đối phương lại hung hăng rút dao ra lao đến. Trước sự sợ hãi của Coleman, dứt khoát chặt xuống. Bà là thành viên của một bộ lạc nguyên thủy, lúc trước còn mở lời giúp cho Ever và những người khác thoát thân. Người phụ nữ này có một tấm lòng thật lương thiện, bà không chỉ cởi trói tay chân cho Coleman, mà còn đưa anh đến hang động để băng bó vết thương. Nhưng Para lại không muốn vướng vào Coleman, nên khi thấy anh đã không còn đáng lo ngại thì định rời đi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện một đám mây đen. Thấy vậy, Para không chút do dự mà quay người vào trong. Là một thổ dân ở đây, bà biết khí hậu khủng khiếp sẽ như thế nào. Nhưng những người sống sót khi du hành đến đây không nhất thiết phải có sự hiểu biết này. Lúc này, Ever vẫn đang thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường rời đi. Levi đến để cố gắng thuyết phục nhưng không ích gì. Đến khi chuẩn bị ra ngoài, Ever vẫn không thể không quên nhờ Levi chăm sóc Josh chu đáo. Đúng là tấm lòng của người làm mẹ, nhưng Josh lại không nghĩ được đến vậy. Lúc đó, anh ta đang đi lấy củi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhà sử học Scott đã sớm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Thời tiết 10.000 năm trước công nguyên càng lúc càng tệ đi, bão mùa đông cũng sẽ đến nhanh hơn nhiều. Sam đồng ý nhưng cho rằng Scott vì quá sợ nên mới vậy. Nhưng những con chim khổng lồ trên bầu trời đều bay đi nơi khác. Nó dường như chỉ ra rằng sẽ có điều xấu xảy ra. Khác với sự kiên nhẫn và im lặng của Ever, Mary Beth có cá tính mạnh mẽ hơn nhiều. Cô lao thẳng vào trong lều của Lucas và mắng anh ta một trận. Nếu đã không muốn nhận cô làm mẹ, vậy thì cứ đoạn tuyệt quan hệ đi. Nhưng cô cứng miệng chưa được một phút thì cột điện đột nhiên bị gió thổi mạnh đến nỗi sắp đổ. Mary Beth chạy ngay đến chỗ con mà không nghĩ đến bản thân mình. Hậu quả là hai mẹ con bị vùi dập trong đống đổ nát. Cũng may là một không gian độc lập được hình thành tại nơi sụp đổ. Hai người đều bình an vô sự, không một vết xước. Ever ở bên ngoài vội gọi mọi người đến giúp đưa họ ra. Nhưng đây đều là những khối xi măng lớn, chỉ dựa vào sức người thì khó mà di chuyển được. Lúc này, Tony nói rằng đã thấy một chiếc xe tải lớn cách đó 2 cây số, nói không chừng bên trong có ít công cụ hỗ trợ. Sau khi nghe điều này, Josh ngay lập tức bày tỏ rằng mình muốn lái xe đi xem. Riley cũng quyết định đi cùng anh ta. Ever nhìn đứa con trai đi xa, mặc dù có chút lo lắng, nhưng bây giờ cũng khó lòng mở miệng ngăn cản. Khi gió trở nên mạnh hơn, một vài người chạy về để tránh nạn. Chỉ có Ever và Levi là chưa chịu bỏ cuộc. Họ sẽ đào một đường hầm ra khỏi mặt đất, cứu mẹ con nhà Mary Beth an toàn ra ngoài. Nhưng nhìn những cái cây bị quật đổ bởi gió, Levi khó tránh khỏi việc cảm thấy lo lắng. Anh khuyên Ever hãy quay về tránh nạn. Vả lại, họ cũng không biết người bên trong còn sống hay đã chết. Nhưng Ever cứng đầu như một đứa trẻ. Cho dù Levi thuyết phục thế nào, cô vẫn bất chấp. May mắn thay, sự kiên trì này cuối cùng đã được đền đáp. Họ mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu từ đống đổ nát. Hóa ra Mary Beth vô tình phát hiện ra ánh sáng, nên mới tìm thấy một khoảng trống. Lucas có hơi tuyệt vọng nhưng biết giờ đã có người đến cứu mình, thì tinh thần cũng ổn định hơn vài phần. Nhưng thời gian qua đi mà bên trên vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Lucas lúc này run lên vì sợ hãi. Cũng may là Mary Beth đã cố gắng hết sức để an ủi con trai. Chính điều đó mới khiến Lucas nguôi ngoai. Lúc này có đá vụn từ trên cao rơi xuống, có khả năng sập bất cứ lúc nào. Ever và những người khác bên ngoài không còn cách nào, vì gió ngày càng mạnh đến cả tảng đá to cũng có thể bị thổi bay. Giờ không có thời gian để đào đường hầm nữa, phải nghĩ cách khác. May là Sam từng ở trong quân đội nên đã nảy ra một ý. Anh sẽ chế tạo chất nổ đơn giản, nổ một lỗ nhỏ trong một đống đá to kia, mà Levi cũng vừa khéo còn có đạn. Ngay lập tức lấy thuốc súng ra và cho vào chai. Mẹ con Mary Beth ở bên trong không biết những chuyện này. Cô chỉ muốn nói ra bí mật lớn nhất trong lòng mình trước khi chết. Trước kia, Lucas luôn nghĩ rằng chính Mary Beth đã giết bố mình, vậy nên anh cực kỳ hận người mẹ này. Nhưng nào ngờ, Mary Beth làm vậy là có nỗi khổ riêng. Hóa ra cha của Lucas là một tay buôn ma túy. Những chuyện đó được đưa ra ánh sáng, và ông ta muốn báo cảnh sát để Lucas nhận tội thay. Vì vậy, Mary Beth không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa chồng ra trước công lý. Lúc đầu, cô nghĩ nói ra sẽ làm tổn thương Lucas, nên mới luôn giữ bí mật. Lúc này, Sam ở bên ngoài đã đặt thuốc nổ và bảo hai mẹ con Mary Beth tránh xa một chút. Với dây nguồn được kết nối, tiếng nổ vang lên ngay lập tức. Tấm xi măng thực sự bị nổ một lỗ nhỏ. Mary Beth và Lucas cuối cùng đã được giải cứu.
Khi cơn bão tan đi, Josh và Riley ra ngoài tìm dụng cụ cũng lái xe về. Họ còn mang về một đống áo giữ ấm. Đây là những gì cần thiết ngay lúc này. Hóa ra khi Josh và Riley tìm thấy chiếc xe tải lớn, thì thấy đây không phải là một chiếc xe kỹ thuật, đó là một chiếc xe tải để ký gửi quần áo. Hai người cảm thấy cạn lời, mà giờ có muốn quay về cũng không được, bởi vì bên ngoài trời có gió thổi mạnh, nên họ đành phải tạm trốn trong xe. Riley hiểu rõ mọi chuyện nên nói với Josh, mặc dù mẹ của anh có những cách làm hơi ích kỷ, nhưng rõ ràng Ever là một người mẹ tốt. Josh không nên làm điều này với cô. Sau khi nghe thấy vậy, Josh cảm thấy cũng có lý. Kết quả là, hai người càng trò chuyện càng sâu, tình cảm cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Cũng may là Riley đã phanh lại kịp thời, cô thấy tiếng bão bên ngoài đã không còn. Bây giờ chính là lúc rời khỏi đây. Josh trở lại trại thì nghe được rằng mẹ mình đã giải cứu thành công Mary Beth và Lucas, cùng với sự thuyết phục của Riley trước đó. Nên cuối cùng anh cũng tha thứ cho mẹ, và đề nghị Ever đừng rời đi, hãy cứ ở lại đây. Lần này mọi người lại bỏ phiếu thêm lần nữa. Trái ngược với kết quả lần trước, tất cả mọi người đồng ý để Ever ở lại. Có vẻ như cuộc khủng hoảng niềm tin của cô cuối cùng đã được giải quyết. Mary Beth cũng tương tự, cô đã giải hòa với con trai. Nhờ vào sự thuyết phục của Lucas, cô cũng tự nguyện giao nộp khẩu súng lục, vì cô biết điều gì là quan trọng nhất. Lúc này, người thổ dân địa phương Para đang ở trong hang, cũng đã có một cuộc trò chuyện với Coleman. Không ngờ được là, bao nhiêu năm qua, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người du hành đến đây, và cô đã học được tiếng Anh và nhiều kỹ năng sống từ họ. Nhưng tiếc là cuối cùng họ đã tỏ ra cực kỳ ích kỷ và thích chiếm hữu. Vậy nên bây giờ người bản địa rất không thân thiện với những người nước ngoài này. Nhưng Coleman có tính cách chân thành. Qua một đêm trò chuyện, người phụ nữ bản địa Para cũng có thiện cảm với anh, nhưng lại không giúp được bất cứ điều gì, bởi vì họ cũng không biết nhiều về ánh sáng xanh trên trời. Gavin trong thế giới thực không vào được hố sụt. Sau khi bị bắt bởi cục an ninh, Adam cũng không hề làm khó anh, chỉ là bắt anh ký một thỏa thuận bảo mật, hứa không nói với người khác về chuyện hố sụt, ký xong thì sẽ thả anh về. Khi Gavin về nhà, anh không có ý định từ bỏ việc cứu vợ. Tình cờ là vào lúc này, Nathan ghé thăm anh. Cô hỏi rằng trước khi nhảy dù Rebecca có nói gì với anh không? Gavin hoài nghi và nói với Nathan, Rebecca chỉ để lại lời nhắn về ngày 16 tháng 11 năm 1988. Gavin nhớ rằng ngày tháng đó gần sát với ngày anh được nhận nuôi. Lẽ nào hố sụt cũng liên quan đến cả thân thế của anh hay sao? Gavin thực sự không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Cha mẹ nuôi nói rằng khi anh còn nhỏ, được họ tìm thấy ở cổng trại trẻ mồ côi. Nathan vừa hay có thể lợi dụng công việc của mình, điều tra về thân thế của Gavin. Cũng không ngờ là hiệu suất làm việc của Nathan lại cao như vậy. Ngày hôm sau, các tập tin từ nhiều thập kỷ trước đã được tìm thấy. Gavin được một nhà thờ gửi đến trại trẻ mồ côi. Thế là cả hai lập tức đến nhà thờ, thành công tìm được ông lão gửi Gavin vào cô nhi viện. Nhưng đối phương cũng không biết gì về lai lịch của Gavin, chỉ là nhìn thấy cậu bé Gavin lang thang bên đường, nên ông ta đã gửi anh đến một trại trẻ mồ côi. Nhưng ông già cuối cùng đã tiết lộ, đi cùng với anh lúc đó còn có một bé gái. Lạ lùng thay, lúc đó Gavin đã 12 tuổi, nhưng anh không có ấn tượng gì về chuyện này. Sau đó, với sự giúp đỡ của Nathan, họ tìm thấy cô gái lang thang cùng anh. Khi cả hai đến chỗ ở của cô gái này, thì không thấy có ai ở nhà hết. Nhưng một dấu tay khổng lồ thu hút sự chú ý của Gavin, bởi vì anh đã nhìn thấy nó qua ảo ảnh, và đưa ra kết luận rằng cô gái có liên quan đến hố sụt. Bên này nhóm người xuyên về thời cổ đại vừa trải qua cơn bão, mặc dù không có thương vong, nhưng những thứ thu thập được đều mất hết. Bây giờ trước mặt họ cấp bách nhất phải giải quyết là vấn đề ăn uống. Nhà sử học Scott đang xây nhà kính trồng rau, nhưng những người sống ở thành phố này làm sao có thể nắm bắt được những kỹ năng đó? Mọi người đều thở dài vì đường về nhà còn xa lắm. Lẽ nào tất cả mọi người sẽ chết đói ở đây sao? Đúng lúc này thì có tiếng kêu cứu từ xa. Hóa ra Lily đã nhìn thấy ai đó lẻn vào rừng. Cô bé lo rằng nhỡ đâu là Veronica quay lại tìm mình thì sao? Sam yêu cầu mọi người chia nhau ra và đuổi theo. Ever và Levi tiếp tục tạo thành một nhóm. Họ nhanh chóng nhìn thấy một bóng người đang chạy trốn. Chạy lại xem thì hóa ra đó là cậu bé từng giúp nhóm Ever trốn thoát. Cậu bé vô tình bị ngã khi đang chạy thục mạng, ở tay bị cứa một vết dài. Sau khi Ever và những người khác băng bó cho cậu bé, thì hỏi cậu đến nơi này để làm gì? Isaiah có thể do quá sợ hãi nên không nói được gì. Góc nhìn của Levi có vẻ sâu sắc hơn, nghĩ rằng cậu bé ở đây để theo dõi thông tin. Anh em đừng quên lúc trước có anh bạn tên Billy, có thể ông của cậu bé là hung thủ. Coleman đã từng được cứu bởi thủ lĩnh của bộ lạc Nguyên Thủy. Hai người trò chuyện suốt đêm trong hang, cô cũng đã làm rõ, người của mình không bao giờ giết bất kỳ ai trong số những người sống sót. Ever thì thực tế hơn, rằng bất kể ý định của đối phương là gì. Nhưng bây giờ cậu bé bị thương, ở trong rừng lại nguy hiểm, mọi người có thể đưa cậu bé trở lại làng như một cử chỉ tử tế, rồi để bên đó dạy mình một số kỹ năng trồng trọt. Sau đó, mọi người sẽ có thứ để ăn và tồn tại được rồi. Nói làm là làm, phái đoàn ngoại giao này ngoại trừ Ever còn có Levi và Coleman cùng lên đường. Isaiah rất hào hứng khi lần đầu tiên được đi ô tô. Sau câu hỏi của Ever, cuối cùng cậu bé cũng tiết lộ ý định của mình. Isaiah không đến đây để do thám tình báo, cậu chỉ tò mò về nhóm du khách ngoài trái đất của Ever, nên chỉ muốn quan sát thêm thôi. Cậu bé đã từng đến đây vài lần trước đó, và biết Ever và những người khác không phải là người xấu.
Vậy nên lần trước khi Ever và những người khác bị mắc kẹt, cậu bé mới chủ động giúp họ thoát khỏi làng. Khi xe của họ đến gần phạm vi làng, chẳng mấy chốc nó bị bao vây bởi một nhóm cư dân bản địa. Sau đó nhóm người được đưa vào bên trong. Lúc đầu, mọi người rất không thân thiện với nhóm của Ever. Cũng may là họ đến để đưa Isaiah về mà thôi. Cộng thêm việc Coleman và thủ lĩnh Para đã thân thiết, nên họ không ngần ngại đưa ra mong muốn nhờ người ở đây dạy kỹ năng sinh tồn. Ông của Isaiah nhắc nhở thủ lĩnh rằng không nên tin những người ngoài này. Nhưng Para tốt bụng đã do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của Coleman, quyết định sẽ đích thân đưa họ đi tham quan. Không ngờ tới được là họ đã có thể trồng nhiều loại rau đến vậy, thậm chí sử dụng nguyên tắc đòn bẩy để tưới tiêu. Thức ăn trên bàn cũng rất phong phú, trái cây và rau quả đều có sẵn. Sau khi những người hiện đại như Ever không còn ngạc nhiên nữa, thì hỏi Para rằng có thể đóng gói một ít để mang về không, bởi vì trong trại kia còn có nhiều người đang đói. Para đồng ý mà không chút do dự, nhưng Levi không cảm nhận được lòng tốt của làng này. Anh luôn cảm thấy rằng người bạn đồng hành của mình tử vong là do họ. Thế là anh mở lời hỏi Para rằng sao họ lại có lòng giúp mình đến vậy. Para đã trả lời rằng ở đây còn có một số làng khác và họ có mối quan hệ cạnh tranh. Cô làm vậy cũng chỉ là để kết thêm bạn, bớt thù. Nhưng Levi vẫn lo lắng và quyết định tự mình kiểm tra. Không biết lý do tại sao mà Ever rất tự nhiên với Isaiah, cậu bé cũng nói mọi điều với Ever. Hóa ra cả bố và mẹ cậu đều mất khi cậu còn nhỏ. Isaiah và ông của mình không phải là cư dân gốc của làng, chỉ mới gia nhập vào đây vài năm trước thôi. Còn việc họ đến từ đâu thì Isaiah không biết. Lúc này Levi chạy lại nói mình có phát hiện mới. Anh tìm được ví của nạn nhân trong phòng của ông nội Isaiah. Điều này chẳng phải chứng tỏ ông ta là hung thủ sao? Thế là Ever và Levi lập tức chạy đến chất vấn thủ lĩnh Para. Và Lily cũng nhìn thấy ông nội Isaiah có mặt tại hiện trường vụ án. Ông già Sila cũng không phủ nhận. Nhưng khi tìm thấy nạn nhân thì anh ta đã không còn sống. Vì để tìm ra nhóm người này rốt cuộc là ai nên ông ta mới mang ví về. Đây rõ ràng không thể chấp nhận được. Nhưng thủ lĩnh Para đã khẳng định chắc nịch rằng cô tin rằng ông nội Isaiah không nói dối. Cách đây không lâu, người của cô cũng tử vong bởi cùng một phương pháp kích điện. Para đã rất buồn về điều này. Cô mở rộng vòng tay đón nhận Ever và những người khác, nhưng đổi lại là những hoài nghi. Vậy nên Para đã lập tức cho người tiễn khách. Đúng lúc đó, tiếng kèn lệnh vang lên. Điều này có nghĩa là có trường hợp khẩn cấp. Hóa ra Isaiah đã bị người ta đưa đi. Ever cũng trở nên lo lắng sau khi nghe điều này. Ngay lập tức đề nghị giúp đỡ họ tìm người. Cô và Levi lại thành một nhóm. Một món đồ chơi bằng đá mà Isaiah chơi đã được tìm thấy cách đó không xa. Bên này ông Isaiah đã tìm trước họ một bước, đuổi kịp người đang giữ con tin Isaiah. Nào ngờ, người đó chính là Rebecca. Trước đó, cô nhảy xuống hố sụt bằng dù từ máy bay. Và giờ cô lại xuất hiện ở nơi này. Điều bất ngờ hơn là Rebecca và ông nội Isaiah đã biết nhau từ lâu. Cô nói rằng Isaiah rất quan trọng nên nhất định phải đưa cậu bé đi. Nhưng ông Sila đương nhiên là từ chối. Rút ra một con dao găm sáng loáng. Khi Ever và Levi đến thì thấy Rebecca bị đâm và ngã xuống đất. Miệng cô vẫn lẩm bẩm rằng nhất định phải tìm được Isaiah. Nhóm người vội vã đưa cô về làng để chữa lành vết thương. Lúc này, Levi cũng nhận ra danh tính của Rebecca. Đó là một trong những người trong ảnh. Lúc này, Rebecca cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô muốn được nói chuyện riêng với Ever. Ever mặc dù hơi bối rối nhưng vẫn đi vào. Rebecca nói với Ever rằng Isaiah rất đặc biệt, cậu bé cần phải hoàn thành một chuyện quan trọng, nhưng ông Sila lại muốn ngăn cản. Ever nghe xong thấy hơi nhức nhức cái đầu, tại sao Rebecca lại nói với mình về chuyện này? Những người ở lại trong trại cũng không hề nhàn rỗi, Sam là người dẫn đầu yêu cầu mọi người đi xung quanh tuần tra, nhưng đôi trẻ này vừa mới chớm có tình ý nên nào có tâm trạng đi tuần tra. Nhân lúc không có người, họ đã làm chuyện không thể kể được, và không nhận ra Lily đang trên đường đi giao nước cho mọi người đã bị ai đó chặn lại. Người đó chính là Veronica, cô đã tìm thấy một hang động để sống ở bên ngoài, nên muốn đưa Lily đi cùng. Nhưng Lily những ngày qua được tiếp xúc với mọi người, nên giờ không muốn rời đi. Hai người đang tranh cãi, thì Sam và Mary Beth đang tuần tra gần đó vội chạy đến. Veronica không chỉ là một kẻ buôn người, mà trước đó còn làm Coleman bị thương. Sam quyết định sẽ còng tay nhỏ này lại và nhốt vào trong xe, cầu xin anh đó. Nhóm còn lại của đội tuần tra cũng nhanh chóng trở lại, và cũng thấy Veronica đang bị nhốt trong xe. Bây giờ cảm xúc của Veronica đang cực kỳ kích động, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Riley lập tức chạy về thuyết phục bố, thực thi pháp luật tàn bạo như vậy là sai. Thật không ngờ, người cha luôn thấu tình đạt lý, lần này lại cứng đầu không chịu nghe. Anh nói việc đó là để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Đúng lúc này, Josh chạy đến nói rằng Veronica không ổn. Thế là mọi người vội vàng chạy qua đó. Họ thấy hơi thở của cô trở nên nhanh một cách kỳ lạ, toàn thân bắt đầu co giật. Mary Beth ngay lập tức giúp cô ta mở còng. Sam nhận ra đó là chứng dị ứng do lo lắng. Một lúc sau, Veronica ngừng thở. May là Sam đã ra tay cứu kịp thời và cuối cùng cũng kéo được Veronica từ địa ngục trở về. Bản thân Sam cũng không ngờ rằng mình lại suýt hại một mạng người. Toàn thân đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Riley cũng đã nhận ra được rằng bố mình có gì không ổn. Không hiểu sao người bố thấu tình đạt lý lại trở thành như thế này. Sam cuối cùng cũng nói ra sự thật khi bị con gái hỏi.
hỏi. Hóa ra sau khi Sam trở về từ chiến trường, bị rối loạn căng thẳng nghiêm trọng sau chiến tranh, bình thường cần dùng thuốc để kiểm soát bệnh, nhưng hôm qua lọ thuốc đã nhìn thấy cả đáy, vậy nên bây giờ cứ hễ không để ý là có thể thay đổi cảm xúc bất cứ lúc nào. Thiếu thuốc thực sự là một vấn đề lớn với anh, nhưng ngay cả trong thế giới thực thì rắc rối cũng không ít. Kevin dù không thể lao thẳng xuống hố tử thần cứu vợ, nhưng anh lại tìm thấy một manh mối khác, có thể có một mối liên hệ nào đó giữa trải nghiệm cuộc sống của anh và hố sụt. Lần này Nathan dùng mối quan hệ của mình, cuối cùng cũng có một cuộc hẹn với trợ lý của Ella. Cô trợ lý bảo rằng Ella là một nghệ sĩ cuồng tín. Bức tượng này là bức tượng hoàn thành gần đây nhất của cô ấy. Nhưng rồi tâm trạng của Ella bỗng trở nên rất lạ, không muốn nhìn thấy bất cứ ai. Kevin và Nathan không thể làm gì được. Khi đang chuẩn bị quay về, Kevin nhìn thấy một người phụ nữ trong xe đang nhìn mình. Anh cảm thấy đối phương chính là Ella, nên đang định chạy đến để chào hỏi. Nhưng cô lại bỏ chạy trong hoảng loạn. Mặc dù Kevin và Nathan không đuổi kịp, nhưng đã nhớ được biển số xe. Bây giờ thì dễ hơn rồi. Nathan đã nhờ bạn bè giúp đỡ tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy chủ nhân của chiếc xe trong một hẻm núi. Isaiah ở phía bên kia đang được ông nội dẫn đi. Họ chuẩn bị rời ngôi làng này, nhưng Isaiah cũng cảm thấy nghi ngờ, không hiểu sao ông lại phải làm như vậy. Ông ta cũng không có giải thích, chỉ nhìn vào cánh tay bị thương của cậu bé. Lúc này, Kevin và Nathan cũng đến nơi ở của Ella, nhưng nơi đây cũng không có bóng người. Kevin lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ bất cứ điều gì. Sau đó, Kevin đến gần một cái hố cạnh nhà, cảm giác quen thuộc của anh ngày càng mạnh mẽ hơn. Đúng lúc này thì ảo giác lại xuất hiện, anh đã nhìn thấy ông Sila từ góc nhìn của Isaiah, cũng nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay cậu bé. Và trên tay Kevin cũng có một vết sẹo dài. Anh phán đoán rằng mình đến từ thời cổ đại trong hố sụt. Đồng thời, Rebecca cũng nói với Ever, cậu bé Isaiah kia chính là chồng của cô, Kevin. Cô không thể chấp nhận sự thật này. Nhưng Rebecca ở trên giường bệnh không cho Ever cơ hội bình tĩnh, mà liên tục yêu cầu phải tìm được Isaiah và đưa cậu bé đến đỉnh núi cao nhất. Nói xong thì Rebecca ho sặc sụa, ho cả ra máu. Ever vội chạy ra ngoài cầu cứu mọi người. Bây giờ người có thể chữa lành cho Rebecca bị thương, chắc cũng chỉ có bác sĩ như Sam mới làm được. Levi không chút phàn nàn nào mà lên xe làm tài xế đi đón Sam. Còn có cả Josh cũng theo mọi người đến đây. Anh có quyền được biết chuyện liên quan đến bố mình. Khi Sam vội vàng chạy đi chữa trị cho Rebecca, thì lúc đó Ever mới bình tĩnh lại nói với Josh rằng Isaiah là Kevin. Sau khi nghe xong, Josh không tin được vào tai mình. Anh cho rằng chuyện này quá hoang đường. Thật ra chính Ever cũng không tin nổi. Nhưng quả thật là cô có được sự thân quen gần gũi với cậu bé. Lúc này, Coleman đã mang đến một tin vui. Việc điều trị của Rebecca đã thành công. Bây giờ chắc là đã qua cơn nguy hiểm. Hai mẹ con Ever vội vàng chạy vào xem. Trong lòng họ có quá nhiều thứ cần hỏi. Sắc mặt của Rebecca lúc này trông khá hơn nhiều. Cô nói với Ever, Kevin được sinh ra ở thế giới cổ đại. Khi còn nhỏ thì ở trên đỉnh của đỉnh cao nhất, rồi du hành đến năm 1988 qua đường hầm không gian và thời gian. Bây giờ đường hầm không gian và thời gian vẫn mở, Ever phải gửi cậu bé Isaiah đến đó ngay lập tức. Josh không hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Rebecca vẫn nhất quyết nói rằng, đường hầm không gian và thời gian sẽ đóng cửa vào ngày mai. Nếu không để Isaiah đi qua đó thì Kevin sẽ không gặp Ever ở kiếp sau. Những đứa con của họ sẽ biến mất. Bây giờ thì Ever không muốn tin cũng phải tin. Cô không dám đùa giỡn với mạng sống của con trẻ. Nhiệm vụ cấp bách nhất là tìm cậu bé Isaiah. Nhóm người thảo luận và quyết định tách ra. Levi, Ever và Josh ba người lái xe cùng nhau, và rồi họ vô tình thấy xa xa có khói bốc lên. Thế là lập tức chạy qua kiểm tra. Họ thấy có một ngọn lửa mới được dập tắt trong một hang động. Cách đó không xa còn có một chiếc ba lô. Ever nhận ra nó là của ông nội Isaiah. Cả hai người họ chắc vẫn còn ở xung quanh đây thôi. Sau đó Levi tìm thấy hai hàng dấu chân ở cửa hang. Đây là đường lên núi, nhưng tiếc là không thể lái xe đến đó. Levi quyết định đi tìm người cùng Ever, để Josh lái xe một mình rồi gặp nhau ở chân núi đối diện. Không ngờ khi đến lưng chừng núi, Josh lại có một phát hiện mới. Cậu bé này đang đi bộ một mình trong rừng. Đột nhiên một con hổ răng kiếm với những chiếc răng nanh sắc nhọn xuất hiện. Isaiah hoảng sợ phải lùi về đằng sau. May mắn thay, vào thời điểm quan trọng, một chiếc xe địa hình bất ngờ tăng tốc đâm thẳng vào con hổ. Và người đó không ai khác ngoài Josh. Anh cũng không ngờ lại gặp được Isaiah ở nơi này. Cậu bé Isaiah từ bé đến giờ đều ở với ông nội. Nhưng kể từ khi tận mắt nhìn thấy ông làm hại người, thì trong lòng nảy sinh ra kháng cự mãnh liệt. Vậy nên, nhân khi ông nội ra ngoài tìm kiếm thức ăn, Isaiah đã lén chạy ra ngoài để quay về làng. Sau đó Ever và Levi biết tin cũng chạy đến đây. Sau khi mở băng ở tay cậu bé ra, Ever thấy vết thương này giống hệt với vết thương của Kevin. Bây giờ thì mẹ con Josh cũng tin hoàn toàn vào chuyện đó. Nhưng Isaiah không biết gì về điều này. Cậu bé vẫn muốn quay về làng. Nhưng Ever quyết định đưa Isaiah đến đỉnh cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không biết rằng ông Sila đang trốn cách đó không xa. Trên đường đi, Ever cảm thấy không nên giấu Isaiah, vậy nên cô đã kể chuyện mình du hành đến đây ra. Sau khi nghe xong thì Isaiah cực kỳ kháng cự. Đúng lúc này, ông Sila dẫn theo vài tên tay sai đuổi theo từ phía xa. Cũng may là Ever và những người khác đã phát hiện ra kịp thời, ngay lập tức chạy thật nhanh, nhưng sau đó nhóm người đã bị hai bên vách núi chặn lại. Isaiah biết có một cây cầu cách đây không xa. Sam nghĩ vậy thì ông Sila chắc chắn cũng phải biết, nên họ
càng không thể đến đó. Ever nghĩ chỉ cần họ đi trước một bước là được. Thế là, mọi người nhanh chóng đến được cây cầu. Ever và Isaiah đi qua đó trước. Khi Josh và Levi chuẩn bị đi lên cầu, thì ông nội Isaiah bất ngờ lao tới. Kèm với đó là những người đang tay lăm lăm vũ khí. Levi và Josh chỉ đành ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ông Sila nói rằng nếu thả Isaiah ra thì hai người sẽ không bị gì. Levi là một người cứng rắn, lập tức rút dao găm ra chặt đứt cây cầu, chặn luôn đường để lão ta cứu Isaiah. Nhưng ông già này không dễ dàng bỏ cuộc, nói với Ever rằng đi thêm 4 dặm về phía đông nữa sẽ là phần cuối của khe núi, và bảo cô hãy đưa Isaiah đến đó, nếu không thì đừng hòng nghĩ đến việc gặp lại hai người ở bên này. Ever không có lựa chọn nào khác ngoài việc vừa đi vừa nhìn. Cậu bé Isaiah hồn nhiên thể hiện sự tự tin của mình rằng sẽ thuyết phục được ông nội. Nhưng lúc này Ever cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu Isaiah không đi đến đường hầm không gian và thời gian, thì cô và con trai sẽ phải đắp chiếu ở cây cầu này. Còn nếu thực sự Isaiah xuyên không được, thì ông Sila sẽ trừ khử Levi và Josh. May mắn thay vào lúc này, trưởng làng Para và Coleman chạy đến. Ever nói tình hình khó khăn hiện tại ra. Coleman thấy rằng muốn cứu được Josh và Levi, thì cần phải có nhiều người hơn nữa. Para rất tiếc phải nói rằng người của bà không giúp được gì, bởi vì quan hệ của Sila và mọi người cũng khá tốt. Coleman suy nghĩ hồi lâu rồi nói, cách duy nhất bây giờ là cần quay trở lại trại và tìm người. Ever cũng không nghĩ được ra cách nào khác, nên chỉ đành đợi tin tốt của anh ở đây. Bố con Sam ở lại làng, không tham gia vào việc tìm kiếm. Họ chịu trách nhiệm chăm sóc Rebecca bị thương. Lúc này, tình trạng của Rebecca đã tốt hơn nhiều. Sau khi cô lấy ra một cuốn sổ, cố nhịn nỗi đau mà chạy ra nói với bố con Sam rằng muốn quay về trại. Cô còn có chuyện quan trọng cần làm. Sam thấy biểu cảm căng thẳng của Rebecca, thì cũng không nỡ lòng nào từ chối. Thế là, ba người nhanh chóng quay về trại. Sam giới thiệu danh tính của Rebecca với mọi người, và cũng nói cả đường hầm không gian và thời gian ở trên đỉnh núi ra. Lần này không cần máy bay cũng có thể đi thẳng qua, nhưng tiếc là nó lại đưa họ về năm 1988. Những người của thế kỷ 21 xuyên không đến đây, vậy nên Sam sẽ để họ tự quyết định. Những người sống sót đã quen với cuộc sống hiện đại, đại đa số đều không muốn quay lại năm 1988. Thà rằng cứ ở thời cổ đại xa xưa này chờ đợi có khi còn tốt hơn. Tuy nhiên, Scott có một lý do khác để ở lại nơi đây. Lục địa bí ẩn này đã khơi dậy sự hứng thú cho anh. Cách đây không lâu, anh đã tìm được một con bò thời cổ đại. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, trên người nó còn được in mã quy giờ. Chuyện là vào sáng hôm nay, khi Scott đang ngồi một mình trong rừng, thì đột nhiên nhìn thấy có con bò đi qua. Đây chắc chắn là một khám phá tuyệt vời. Sau khi hoàn hồn từ khám phá trên, Scott chạy về trại và bảo nếu có con bò này thì những ngày sau có thể được uống sữa rồi. Vào thời cổ đại khi vật liệu khan hiếm, sữa là một thứ xa xỉ. Vậy nên anh muốn gọi những người bạn đồng hành của mình để tìm con bò. Nhưng ai cũng nghĩ chắc anh lại bị ảo giác, chẳng một ai đoái hoài đến. Người duy nhất đồng ý đi cùng anh là Veronica. Trước đó, danh tính kẻ buôn người của cô bị bại lộ, nên giờ phải chịu cảnh cho ra chuồng gà chơi một mình. Veronica thấy ăn năn và quyết định làm gì đó cho mọi người. Cô lớn lên trong nông trại khi còn nhỏ, nên rất am hiểu về thói quen của bò. Nhờ có sự trợ giúp của cô, cuối cùng cả hai cũng tìm thấy con bò. Khi hai người đưa con bò quay lại trại thì mọi người đều hào hứng. Veronica có vẻ đã lấy lại được phần nào sự tự tin. Nhưng khi biết mình có cơ hội du hành về năm 1988, thì sau cùng cô cũng chọn lên đường. Bởi vì cuộc sống trước đây của cô thật tồi tệ, nên cô muốn có một khởi đầu mới. Lúc này, Rebecca thấy Lily đang ngồi một mình. Cô bèn xé một trang trong cuốn nhật ký và đưa nó cho Lily, và cũng thể hiện rằng có chuyện quan trọng cần làm. Không biết Rebecca đã nói gì với Lily, mà cô bé đột nhiên tỏ ra cực kỳ kiên định. Cô muốn đi xuyên qua đường hầm không gian và thời gian. Kevin trong thế giới thực cũng thông qua ảo giác, mà đoán rằng mình cũng đến từ một hố sụt. Anh vừa bình tĩnh lại sau cú sốc, thì người luôn né tránh Ella cuối cùng đã xuất hiện. Ký ức về thời thơ ấu của người phụ nữ này đã hoàn toàn biến mất. Không hề nhớ rằng mình đến từ hố sụt, cảm thấy tất cả những gì Gavin nói thật lố bịch. Trong thoáng chốc Ella không thể chấp nhận nổi. Kevin không còn lựa chọn nào khác nên đưa ra bằng chứng. Hỏi Ella về tác phẩm điêu khắc dấu tay cô làm đã ra đời như thế nào. Ella nói rằng cô thường thấy ảo giác trong tuần qua, vậy nên tác phẩm đó được làm theo ảo giác mà cô thấy. Gavin ngay lập tức trả lời rằng anh cũng có thể nhìn thấy ảo giác. Ella vẫn không chấp nhận được cách nói này, ngay lập tức đuổi Gavin và những người khác đi. Trên đường trở về, Izzy nói về việc Gavin tìm thấy nhẫn cưới của mẹ. Nó khiến cô tin rằng mẹ cô đã du hành về 10.000 năm trước. Điều này ngay lập tức đã cho Gavin một ý tưởng, anh cũng có thể tìm bằng chứng để làm cho Ella tin. Thế là mọi người lập tức nhớ đến khu định cư cổ đại đang được đào. Nói làm là làm, họ nhanh chóng đến địa điểm khai quật tàn tích. Izzy và Nathan đứng gác cổng, Gavin lặng lẽ lẻn vào một mình. Cũng may là bây giờ đang trong tình trạng ngừng thi công, nên bên trong không có người. Gavin thành công tìm được hóa thạch chuồn chuồn, thứ mà Ella đã từng nhìn thấy trong ảo giác và vẽ nó ra. Gavin đang định đưa đồ rời khỏi đây, thì đột nhiên nhận được tin từ Nathan báo có người đến. Gavin ngay lập tức nấp sau kệ, thấy nhân viên bảo vệ sắp tìm ra mình.
Gavin lập tức nhắn tin cầu cứu Nathan hãy cắt điện. May thay, vào phút cuối, nhân viên bảo vệ đã bỏ đi. Gavin thành công lấy được hóa thạch và thoát ra ngoài. Ba người không dám chậm trễ, tiếp tục lên đường đến chỗ của Ella, đưa hóa thạch chuồn chuồn cho cô xem. Khi Ella biết rằng đây là thứ đến từ thời xa xưa, thì như thể chịu một sự đả kích vậy. Ngay lập tức cô đã khôi phục ký ức tuổi thơ. Hóa ra Ella chính là cô bé Lily. Không chỉ có vậy, cô vẫn còn chiếc váy mình đã mặc khi được nhận nuôi, và có một trang giấy trong túi áo. Chắc là được Rebecca để lại đây mà. Mọi người cùng nhau xem thật kỹ, thì thấy vị trí và ngày xuất hiện của tất cả các hố sụt sa mạc và hố sụt La Brea cũng đã xuất hiện. Theo như tờ giấy này ghi chép thì ngày mai là ngày hố sụt Seattle xuất hiện. Vào thời điểm này, Ever ở thời cổ đại thấy trời đã tối, mà cũng không thấy Coleman đưa người đến. Cô biết thời gian không chờ đợi ai, vậy nên đã bảo Isaiah ở yên đó chờ mình. Đến lúc đó thì sẽ cùng Coleman đi đến vết nứt không gian và thời gian, còn Ever sẽ đi vào hang cọp để giải cứu Josh. Sau khi đến nơi, Ever nhìn thấy con trai Josh và Levi từ xa. Họ đang bị trói và canh giữ bởi những tên cảnh vệ. Cũng không ngờ tới cách cứu người của Ever lại lạ lùng thế. Ngang nhiên bước ra ngoài không chút sợ sệt, cô nói với ông lão Sila, cháu trai của ông phải du hành về thời hiện đại, nếu không thì Josh sẽ lìa đời. Tính về quan hệ thì Josh cũng là cháu của Sila, nhưng đối phương không quan tâm, ông ta chỉ muốn Isaiah đừng rời xa mình. Thế là, ngay lập tức cho người của mình trói Ever lại. Nhưng lính gác không biết là trong tay Ever đang cầm một hòn đá sắc nhọn. Những người sống sót trong trại vẫn đang thảo luận về việc có nên quay trở lại năm 1988 hay không. Họ thắc mắc tại sao Rebecca lại quan tâm đến vậy. Hóa ra cô và ông nội Isaiah đều là những chuyên gia nghiên cứu về hố sụt. Hố sụt La Brea trước đây là do sơ suất của họ mà ra. Ngay sau đó Coleman cuối cùng đã vội vã trở lại trại. Anh nói rằng Ever cần sự giúp đỡ của mọi người. Tất cả nghe xong thì không có chút do dự nào, lập tức lên kế hoạch đi ứng cứu. Nhưng trước lúc đó thì Lily và Veronica đã lên đường trước, để chuẩn bị đi đến đỉnh núi chỗ đường hầm không gian và thời gian. Vì Lily đã đồng ý với yêu cầu của Rebecca, rằng cần phải đưa bản đồ hố sụt cho Isaiah. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Rebecca sẽ giúp Lily trở về với gia đình. Veronica vô tình bị dính vào một chiếc bẫy săn mồi. Lily đã cố hết sức nhưng không mở ra được. Isaiah ở phía bên kia đã không làm theo lời dặn của Ever, mà cậu bé đã lặng lẽ đi theo đến đây. Nhưng Isaiah đã nhanh chóng bị lính canh bắt được. May mắn thay, Sam đã xuất hiện kịp thời, hóa vàng cho hắn trong một nốt nhạc. Hóa ra là Coleman đã đưa được người cứu viện đến. Mọi người quyết định để mẹ con Mary Beth và Riley đưa Isaiah đến vết nứt không gian và thời gian. Sam và những người khác đi giải cứu mẹ con Ever. Ever thì vẫn đang dốc hết sức để cắt đứt dây thừng. Đột nhiên một hòn đá thu hút sự chú ý của lính canh. Sam trốn ở một góc lập tức lao ra giữ lấy hắn. Ever cũng đã cắt được dây và hạ gục thành công một người. Sau đó, mọi người hợp lực lại để tiêu diệt đám lính canh này. Nhưng ông Isaiah đã lợi dụng sự hỗn loạn để trốn thoát. Mọi người định đuổi theo thì Josh đột nhiên toàn thân đau đớn, ngã gục xuống đất. Ever nghĩ có thể là vết nứt không gian và thời gian sắp biến mất, nên tính mạng của Josh cũng bị ảnh hưởng. Em gái của anh trong thế giới thực cũng cảm thấy mối đe dọa tương tự. Gavin quyết định phải nhanh đi đến hố sụt sắp tới ở Seattle. Đây có thể là cơ hội cứu sống duy nhất cho mọi người. Ever ở bên này vô cùng lo lắng. Cô phải lao đến vết nứt không gian và thời gian càng sớm càng tốt. Lúc này thủ lĩnh Para nói rằng mình biết một lối tắt dẫn đến vết nứt. Mọi người nghe xong thì lập tức lên đường, đuổi kịp theo Isaiah đã rồi nói tiếp. Cậu bé đang trên đường đến vết nứt không gian và thời gian, thì đột nhiên thấy có một tên lính canh chặn đường. Mary Beth lập tức bước đến và cho tên này một phát đạn, nhưng không ngờ đối phương trúng đạn rồi mà vẫn mạnh như trâu. Cũng may là Ever và những người khác đã đến kịp lúc, nhưng bụng của Mary Beth trước đó đã bị hắn xiên một nhát. Sam ngay lập tức băng bó vết thương cho cô, rồi nhận ra là xuất huyết trong, rất khó chữa lành trong thời gian ngắn. Mary Beth thậm chí còn không thể đứng dậy và đi lại. Cô chỉ đành bảo Ever và những người khác vào vết nứt không gian và thời gian trước. Thấy vậy, Lucas đã chủ động ở lại đây chăm mẹ. Levi, Ever cùng mọi người cũng không do dự thêm, tiếp tục hành trình đến vết nứt trong không gian và thời gian. Lối tắt mà thủ lĩnh Para nói, thực ra là đường hầm đi qua vết nứt trong một hẻm núi. Tuy nhiên, cũng rất khó khăn để thoát ra khỏi đường hầm. Nhìn kỹ dưới lối ra của đường hầm là một vực sâu đầy nhựa đường. Người rơi xuống đó mà còn sống thì chỉ có thể là zombie. Muốn ra ngoài chỉ có thể leo lên chiếc thang dây kia. Josh tình nguyện là người đầu tiên thử thành công leo lên cửa hang. Sau đó là cậu bé Isaiah, không xảy ra sơ suất nào. Nhưng đến lượt Ever thì bu lông cố định phía trên đột ngột rơi ra. May mắn thay, Josh đã kịp thời bắt lấy tay mẹ. Nhờ vậy mà Ever mới giữ được mạng. Nhưng cái thang cũng vì thế mà bị hỏng. Sam và Levi phía sau không thể tiếp tục, chỉ đành để ba người đi trước. Lúc này, Mary Beth và Lucas cũng đang từ từ tiến về phía trước. Vết thương của Mary Beth vẫn không đỡ tí nào, cuối cùng cô không thể chịu được mà ngã xuống. Lucas muốn đưa mẹ đến chỗ vết nứt không gian và thời gian, vì với điều kiện y tế của năm 1988 thì chắc chắn sẽ chữa lành vết thương. Nhưng tiếc là mỗi lúc Mary Beth lại càng yếu đi, có lẽ cô cũng biết rằng mình không sống được tiếp, nên liên tục dặn dò con trai hãy làm người tốt. Sau khi Lucas đồng ý thì Mary Beth đã nhắm mắt xuôi tay. Lucas lúc này không kìm được nước mắt, vì anh mới làm hòa được với mẹ chưa được bao lâu mà giờ đã phải
phải âm dương cách biệt. Trong số những người sống sót thì chỉ có mẹ con Ever và Isaiah là sắp đến đích. Lúc này thì Josh lại cảm thấy ngày càng yếu đi, thậm chí đến việc đi lại bình thường còn khó khăn. Anh đành phải để mẹ và Isaiah đi trước. Nào ngờ, đúng lúc này thì ông Sila xuất hiện. Sau khi đẩy ngã Ever thì ông ta cưỡng chế đưa Isaiah đi. Ever cũng không phải đậu vừa giang, cô nhặt một cây gậy lên để đánh trả. Ngay khi hai bên đang đối đầu với nhau, Coleman và thủ lĩnh Para xuất hiện. Nhờ vậy mà Ever mới đưa Isaiah thoát đi được. Ông nội Isaiah biết mình sẽ mất đi đứa cháu trai, nên cảm thấy thế giới như sụp đổ. Para đứng cách đó không xa khuyên Coleman nhanh chóng trở lại năm 1988, nơi mà căn bệnh nan y của anh có thể thuyên giảm. Nào ngờ Coleman quyết định ở lại. So với việc đóng hòm trong đau đớn ở nơi đó, thì anh chọn ở lại đây sống cùng với Para trong quãng đời còn lại. Hóa ra hai người họ đã thầm yêu nhau từ lâu. Ở thế giới thực tại, nhóm của Gavin đang trên đường đến Seattle. Đầu tiên là họ đến gặp Adam của cục an ninh, bảo anh ta sơ tán mọi người khỏi hố sụt sắp xảy ra, tránh để bi kịch như hố sụt La Brea lặp lại thêm lần nữa. Nhưng Adam lại cho rằng chỉ dựa vào tấm bản đồ vẽ tay mà kêu gọi sơ tán thì thật trẻ con. Gavin đã thuyết phục anh ta rằng vì mạng sống của hàng ngàn người thì đáng để mạo hiểm một lần. Adam cuối cùng cũng nghe theo lời khuyên của Gavin, bố trí lực lượng bảo vệ bắt đầu sơ tán cư dân. Không lâu sau, nhóm của Gavin cũng đến hiện trường. Ella cũng chính là Lily sau khi trưởng thành. Đột nhiên cô nhìn thấy ảo giác cảnh Veronica bị kẹp chân vào bẫy. Lúc này cô mới nhớ lại cảnh tượng ấy. Hóa ra Veronica thấy Lily cố gắng hết sức nhưng không cứu được mình, nên Veronica đã bảo Lily mau chóng rời đi. Nếu còn trì hoãn lâu hơn, vết nứt không gian và thời gian sẽ biến mất. Lily đã khóc và hứa rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ quay về cứu Veronica. Bây giờ thì hố sụt Seattle sắp xuất hiện và cũng đến lúc thực hiện lời hứa. Nhưng khi Adam sơ tán cư dân xung quanh đây, thì Nathan thấy rằng dao động năng lượng đang biến mất. Điều đó có nghĩa là vị trí của hố sụt đã thay đổi. Họ lấy máy dò và cuối cùng đến một vùng ngoại ô. Sau đó thì liên tục truyền đến tiếng động lớn. Mọi người tìm kiếm theo âm thanh và nhanh chóng phát hiện ra một hố sụt. Nhưng lần này quy mô của nó lại rất nhỏ. Gavin không thể lái máy bay xuống đó được. Lúc này, Ever và Isaiah cuối cùng đã đến vết nứt không gian và thời gian. Vết nứt đang thu nhỏ lại, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Isaiah đã biết được thân thế của mình trên đường đi. Sau khi nói lời tạm biệt, Isaiah kiên định bước vào vết nứt của không gian và thời gian. Cùng lúc đó, Izzy ở thế giới thực cảm thấy không còn đau nữa. Cô biết rằng mẹ mình đã thành công, nhưng khi Adam bảo nhóm Gavin rời khỏi đây, thì Gavin nói rằng đây là cơ hội cuối để cứu vợ, nên anh sẽ không bỏ lỡ thêm nữa. Izzy không chỉ ủng hộ bố mà còn muốn cùng đi xuống đó. Thế là hai cha con nắm tay nhau nhảy xuống hố sụt, đồng hành cùng họ còn có cả Ella. Cô muốn thực hiện lời hứa với Veronica. Lúc này, mọi người trong hố sụt cũng tập trung tại đỉnh núi. Họ đều mỉm cười hạnh phúc khi thấy Josh vẫn ổn. Đột nhiên, Lily đang cầm bản đồ lao tới. Lily nói rằng mình có trọng trách quan trọng, sau đó thì chạy nhanh về phía vết nứt không gian và thời gian, nhưng khi cô bước đến thì vết nứt đã thu nhỏ lại không thể đi qua được. Josh và Riley muốn chạy đến an ủi cô bé, thì nào ngờ vết nứt không thời gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó thì lan ra khắp mọi nơi, kéo theo cả Josh, Lily và Riley. Ever và những người khác rất kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ đã được du hành về năm 1988 rồi sao? Scott vẫn ở lại trại nói rằng Rebecca có rất nhiều điều giấu mọi người, mà Rebecca cũng không hề phủ nhận. Cô còn làm ra vẻ thần bí đưa anh đến một nơi, ở phía xa là tòa tháp bằng đá nguy nga sừng sững. Rebecca nói rằng chính mình đã tạo ra nó. Scott thì cảm thấy cực kỳ mong chờ vào tòa tháp này. Chuyển cảnh, Gavin, Izzy và Ella tỉnh lại ở một bãi biển. Đột nhiên có một con voi ma mút khổng lồ đi ngang qua, lại còn rất thân thiện chào hỏi mọi người nữa chứ. Gavin rất vui mừng vì họ đã xuyên không thành công. Sau đây thì anh sẽ được đoàn tụ với gia đình mình rồi. Nội dung phần 1 của La Brea đã khép lại. Bộ phim này vẫn theo thông lệ cũ của phim truyền hình Mỹ. Vấn đề ở phần này chưa được giải thích hết nên đẩy hết sang phần 2. Nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại bình luận để chúng mình có động lực review phần tiếp theo nha.